Chào các bạn. Các bạn đang nghe bộ truyện trạch nhật phi thăng của tác giả Trạch Trư. Bộ truyện được chuyển thể trọn bộ thành truyện audio trên kênh YouTube VOV nghe là mê. Trong quá trình dịch thuật, đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé. Nếu thấy hay, các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin cảm ơn. Là chết không có chỗ chôn. Hứa ứng cười nói, đồng ý với người bị ngạn thu hoạch đại thiên vũ trụ, không cho phép ta thu hoạch các ngươi những này bất hủ, là đạo lý gì? Hắn thôi động hồng mông đại đạo, học theo, cùng hắn giao phong, bất quá một chiêu hai chiêu, liền bị đặt ở hạ phong. Độ vũ chân quân trên hồng mông đại đạo tạo nghệ hoàn toàn chính xác vượt qua hắn rất nhiều. Hỗn nguyên đạo quân cao giọng nói, hắn là hỗn độn liên chi chủ, có thể thôi động bảo vật này uy năng, không thể để cho hắn điều động hỗn độn liên, Độ vũ chân quân trầm giọng nói, hỗn độn hồng mông, chính là đại đạo diễn hóa chi xu thế, hỗn độn liên đem hỗn độn hóa thành hồng nguyên quá trình, liền hồng mông chuyển hóa cơ hội. Tại hoa sen này phía trên, hồng nguyên phía dưới, ta chính là vô địch. Nhưng mà, hứa ứng cũng tương tự tinh thông hồng mông đại đạo, tu vi thành tựu độ cao, so với hắn cũng không kém chút nào, khiến cho hắn kinh ngạc không thôi. Hồng mông đại đạo chính là hỗn độn chuyển hóa làm hồng nguyên cơ hội, tu luyện loại đại đạo này chỉ có hai loại đường tắt, một là lĩnh hội hồng mông, từ từ tu luyện, hay là là vũ trụ hồng nguyên, làm ra lớn lao cống hiến, tự nhiên mà vậy sẽ có hồng mông khí vận gia trì. Độ vũ chân quân đi là loại thứ nhất con đường, còn loại thứ hai con đường, hắn chỉ tới kịp thu hoạch đại thiên vũ trụ, nơi nào có cơ hội làm bực này việc thiện. Hỗn nguyên đạo quân gặp hứa ứng bị đặt ở hà phong, thở phào một cái, lập tức điều vận hỗn độn đại đạo, chân áp thương thế, mọc ra mặt khác nửa người, cùng độ vũ chân quân liên thủ hướng hứa ứng công tới. Ba người ngay tại trên hỗn độn liên hoa này tranh phong, đánh cho càng kịch liệt. Hứa ứng hay là hồng mông đạo pháp nghênh chiến hai người, đại bộ phận tinh lực đặt ở độ vũ chân quân trên thân, xem xét hắn như thế nào điều vận hồng mông đạo lực, như thế nào thi triển thần thông, như thế nào diễn hóa đạo lực. Ngắn ngủi một lát, ba đại cao thủ chém giết mấy trăm chiêu, hỗn nguyên đạo quân cùng độ vũ chân quân liên thủ, để hứa ứng càng thêm chống đỡ hết nổi, không cách nào cùng hai người chống lại. Nhưng mà độ vũ chân quân lại cảm thấy được, hứa ứng trên hồng mông đại đạo đạo hạnh, lại tại đột nhiên tăng mạnh, có thể nói thần tốc. Hắn đang trộm học ta hồng mông tạo nghệ, trong lòng của hắn vừa sợ vừa giận, đột nhiên, xa xa tinh hải trên mặt biển, một vị bất hủ kêu thảm một tiếng, bị quần tinh hóa thành sóng lớn trục chết, táng thân ở trong nước biển. Mà trong tinh hải mặt khác vượt biển cao thủ, không phải thuyền lật người vong, chính là táng thân tại sóng gió phía dưới, còn sống chỉ còn lại mấy vị chân vương, còn tại sóng lớn ở giữa tranh độ. Trong tinh hải, tiêu huyết khí tia từng sợi, nhao nhao hướng tiên điện bay tới. Mà trong tiên điện huyền hồng đạo chủ đã thật lâu không có động tính. Hứa ứng liếc thấy một màn này, không trần chờ nữa, đột nhiên điều vận hồng nguyên nghịch chứng, võ đạo động nguyên hóa thành hồng nguyên, tại thể nội vận chuyển. Khí tức của hắn liên tiếp tăng vọt, cửu đạo nhất thống, hóa thành võ đạo chi nhánh, hình thành vô cấu đạo lực. Thần thông thương khung, hứa ứng võ đạo cực ý bộc phát, chỉ một thoáng vô số thần thông động lại thời không, Hóa thành do thần thông đạo lực tạo thành thương khung, ầm vang bộc phát, hướng Hỗn Nguyên Đạo Quân cùng Độ Vũ Chân Quân dũng mãnh lao tới. Hai đại đạo quân nguyên bản đại chiếm thượng phong, giờ phút này lại tình thế chuyển tiếp đột ngột, chỉ cảm thấy gần như tử vong tới gần. Hai người gầm thét, điều vận tất cả lực lượng, thu hoạch đại thiên vũ trụ tất cả tử đệ, nghênh tiếp hứa ứng một kích này. Oanh, không gì sánh được quang mang rực rỡ từ trong tinh hải ương bộc phát, quét sạch bốn mặt bát phương, đem vô số tinh thần cuốn lên, hóa thành to lớn dâng lên hướng bốn phía dũng mãnh lao tới. Hứa ứng thu tay lại, khóe miệng chảy máu, lại không nghĩ ngợi nhiều được, đem hỗn độn liên cùng Hồng Nguyên thu hồi, đuổi theo cái kia đạo dâng lên hướng linh tinh môn mà đi. Mà tại hỗn độn liên chỗ ngồi, hỗn nguyên đạo quân cùng độ vũ chân quân toàn thân đại đạo ngay tại phá thành mảnh nhỏ, hai vị tượng đạo quân như đồ sứ vỡ ra. Hứa ứng đối mặt nhiếp huyền đạo quân lúc, chưa từng vận dụng toàn lực, nhưng đối mặt bọn hắn hai người, hay là lần đầu vận dụng chính mình tất cả tu vi. Lúc này, trên tiên đảo, trong tiên điện, bị treo ở trong điện quan tài đột nhiên chấn động kịch liệt đứng lên. Hai đại đạo quân tử vong huyết tế lực lượng biến thành huyết khí, đang hướng trong quan tài chảy tới. Chương 1450, đạo chủ lệnh truy sát. Ta lại cảm nhận được, cảm nhận được giữa thiên địa rời rạc đạo lực, ngay tại dần dần khôi phục, phá toái đại đạo, ngay tại đoàn tụ. Ta cảm nhận được, sinh mệnh tại trong cơ thể ta. Trong chiếc quan tài kia, Huyền hùng đạo chủ thanh âm truyền đến, nặng nề mà thản nhiên hứa ứng, ngươi cứ việc đã cứu ta, cứ việc cùng ta có tái tạo tri ân, nhưng ta cũng không thể không giết ngươi. Ngươi đối với ta bị ngạn nguy hại, thực sự quá lớn. Mắt thấy hắn huyết tế khôi phục sắp hoàn thành, nhưng mà lại từ đầu đến cuối còn kém một chút huyết tế chi lực. Huyền hồng đạo chủ ngơ ngẩn, chuyện gì xảy ra? Hắn rõ ràng phát giác được, chỉ đợi hốn nguyên cùng đổ vũ hai vị đạo quân tử vong, huyết tế lực lượng liền đủ để phục sinh chính mình, hứa ứng cũng trừ đi hai vị đạo quân, nhưng chẳng biết tại sao, hắn từ đầu đến cuối còn kém một chút huyết tế chi lực liền có thể phục sinh. Ai trong bóng tối dở cho, chẳng lẽ là hoa đạo chủ, huyền hùng đạo chủ trong lòng sợ hãi, hẳn là hoa đạo chủ một mực tại bí mật quan sát, hắn cũng đang đợi ta phục sinh. Hắn muốn lợi dụng ta đến cho hắn hóa giải hắn kiếp vận. Hứa ứng chân đạp tinh hải, gào thét mà đi, đợi cái kia đạo dâng lên trùng kích đến linh tinh môn trước, hắn cũng tới đến linh tinh môn trước. Sóng lớn đánh ra, uy lực có thể vỡ nát hết thảy, nhưng mà lại không có dung chuyển tòa này nguy nga cửa gỗ mảy may. Hứa ứng nhìn về phía tòa này cửa gỗ, lộ ra vẻ kính sợ, một bên tế lên hỗn đạo hạnh hoàng kỳ, một bên tùy thời chuẩn bị tế ra hỗn độn liên. Hắn vội vàng đi vào dưới cửa, phát hiện tòa này cửa gỗ không có động tính, lúc này mới lại lần nữa tế lên hỗn độn liên. Chỉ gặp trong hoa sen, hỗn nguyên đạo quân cùng độ vũ đạo quân hai người huyết tế biến thành cuối cùng một bộ phận huyết khí bị trong tiên điện quan tài lôi kéo, gào thét bay đi hứa ứng thu hồi hỗn độn liên, lập tức xông ra linh tinh môn, thôi động luân hồi, thay đổi thời không, lại điều động hư không đại đạo, chui vào trong hư không, rất nhanh biến mất vô tung vô ảnh. Cái kia hai đạo huyết khí rất nhanh liền xông vào tiên điện, tiến vào trong quan tài. Chiếc hắc quan kia trong lúc bất chợt xiềng xích nước thành từng khúc, trôi lơ lửng trên không trung, tiếp lấy hắc quan chia năm xẻ bảy, một tôn bỉ ngạn thánh tộc lão giả dâu đẹp đứng ở không trung, đạo uy sâu nặng, ánh mắt như điện, hướng tinh hải quét tới ánh mắt của hắn đi tới chỗ trong tinh hải vô số ngôi sao nhao nhao phá diệt hóa thành bột mịn không ở nơi này lão giả dâu đẹp kia chính là huyền hồng đạo chủ thân hình lóe lên liền xuất hiện tại linh tinh môn dưới đối với tòa này linh tinh môn nhìn cũng không nhìn một chút thẳng phi thân lên đi vào trong trời cao ánh mắt bốn phương tám hướng quét tới tìm kiếm hứa ứng hạ lạc huyền hồng đạo chủ tìm người không có kết quả dẫm chân xuống lập tức bốn phía thời không đảo lưu xuất hiện hứa ứng điều vận luân hồi nhưng mà sau một khắc, hứa ứng thân hình liền hóa thành một mảnh hỗn độn. Hắn tinh thông hỗn độn đại đạo, xóa đi mình tại trong thời gian vết tích, bực này chạy trối chết kỳ tài hoàn toàn chính xác cao minh. Huyền Hồng lập tức bấm ngón tay tính toán, nhưng mà hứa ứng trên thân nhân quả cũng tự đoạn đi, không cách nào tính tới hắn mảy may. Huyền Hồng khẽ nhíu mày, thần thức tầng tầng lớp lớp trải rộng ra, kéo dài đến trong thời không, tìm kiếm thời không chỗ sâu nhất, quay lại thời quang trường hà, tìm kiếm hứa ứng hạ lạc đồng thời thần thức của hắn trải ra nơi cực xa tại ngắn ngủi một lát liền đem bỉ ngạn hạ giới bao phủ lập tức kéo dài đến ngoại giới từng cái trong tinh cầu trong khoảnh khắc liền đâm vào tinh cầu hạch tâm trong chốc lát thần thức của hắn liền tìm khắp ước vạn vạn sinh mệnh sau một chốc thần thức của hắn liền cơ hồ tìm khắp tinh không lúc này mới bỗng nhiên vừa thu lại cùng một thời gian nguyên thần của hắn đột nhiên nhảy ra nhảy vào trong hư không trong nguyên thần thần thức nở rộ khắp nơi tìm hư không hứa ứng thôi động hư không đại đạo thân hình ở trong hư không ghé qua đột nhiên phát giác được sau lưng có năng lượng ba động cực kỳ mãnh liệt không khỏi tê cả ra đầu huyền hồng đạo chủ ngay cả hư không cũng nghĩ đến hắn lập tức trốn vào cấp độ càng sâu hư không hướng một tầng lại một tầng hư không xâm nhập huyền hồng đạo chủ khả năng tu luyện qua hư không đại đạo nhưng chìm đắm không sâu không giống hứa ứng trực tiếp học tập chính là ngọc hư đạo tổ tân đạo phù văn cất bước liền cực cao nhưng hắn pháp lực quả thực hùng hồn không gì sánh được phát giác được hứa ứng tại hướng trong hư không bỏ chạy, lập tức thần thức truy tìm đi qua, lấy pháp lực mạnh mẽ trực tiếp đập vụn hư không, tiến vào từng tầng từng tầng hư không chỗ sâu. Hứa ứng quay đầu nhìn lại chỉ gặp huyền hồng thần thức đem hư không hóa thành một vùng biển lửa, hỏa diễm cháy hừng hực, hình thành một cái phạm vi bao phủ càng lúc càng rộng bàn tay, hướng mình bên này chộp tới. Trong chất mắt, hứa ứng liền trốn vào tầng thứ 28 trong hư không, nhưng mà huyền hồng thần thức cũng từ đuổi theo. Hứa ứng lập tức trốn vào tầng thứ 29, tầng thứ 30, 120 năm trước, hứa ứng liền có thể đi vào tầng thứ 28, hơn 100 năm này ở giữa, hắn cùng Nguyên Vị Ương cùng nhau nghiên cứu hư không chi pháp, đã sớm siêu việt trước kia rất nhiều. Huyền hồng đạo chủ thần thức chi thủ kiệt lực, tại tầng thứ 30 trước dừng bước. Hứa ứng đang muốn buông lỏng một hơi, đột nhiên huyền hồng đạo chủ nguyên thần trốn vào đệ nhị trọng hư không, tiếp lấy hướng đệ tam trọng đệ tứ trọng phóng đi. Thần thức của hắn lập tức có thể tăng cường, thần thức chi thủ đột phá tầng thứ 30. Hứa ưng cắn răng thôi động hư không động nguyên, bước vào tầng thứ 31 hư không. Lấy tu vi thực lực của hắn, bước vào cái này nhất trọng hư không đã là cực kỳ hung hiểm, hư không đạo lực tại xâm nhập hắn nhục thân nguyên thần cùng đại đạo, để hắn khó mà chống đỡ được. Hư không không một vật, phàm là vật thể, tiến vào hư không liền sẽ bị hư hóa, đệ nhất trọng đệ nhị trọng đệ tam trọng, hư hóa tốc độ hay là cực kỳ chậm chạp. Loại này địa phương thường thường có thể làm âm gian, nhưng càng ở sau, hư hóa tốc độ liền càng nhanh nhất là đến tầng thứ 28 hư không về sau, thậm chí ngay cả bất hủ cảnh tồn tại cũng sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn liền bị xé nát hết thảy, hóa thành hư vô. Hứa ứng điều động thể nội võ đạo động nguyên, hóa thành hồng nguyên, nhân sâm quả thụ phiêu khởi, hóa thành hắn hồng nguyên thiên địa linh căn, tính ra hàng trăm đạo quả năng lượng rót vào hồng nguyên bên trong, thôi động hư không đại đạo, đối kháng hư không xâm nhập. Huyền hồng đạo chủ thần thức đến tầng thứ 30, cũng cố hết sức vạn phần, thần thức biên giới không ngừng bị hư không xé nát hắn chính là đại đạo chi chủ nhưng đối mặt hư không bực này không biết đại đạo, cũng bất lực. Hắn ý đổ đem thần thức đưa đến tầng thứ 31, nhưng mà thần thức mới vừa tiến vào trong đó, trong lúc bất chợt phá diệt tiêu tán. Huyền hồng đạo chủ thở dài, nguyên thần dừng bước, thu hồi còn sót lại thần thức, trở về nhục thân. Đột nhiên, phía sau hắn linh tinh môn phát ra có chút tiếng chấn động. Huyền hồng trong lòng nghiêm nghị, vội vàng phá không mà đi, thân hình biến mất không còn tâm tích. Linh tinh môn lắc lư càng kịch liệt, dần dần đằng không mà lên, hướng bỉ ngạn một chỗ khác bay đi. Qua không lâu, tòa này tinh môn từ trên trời giáng xuống, rơi vào lê tiêu một đoàn người trước mặt, cầm đầu chính là Quỳnh Hoa đảo đại sư tỷ Lê Tuyết cũng là một vị đạo quân. Quỳnh Hoa đảo nhất mạch, đều là lấy Lê làm họ, Lê Tuyết, Lê Tiết, Lê Tùng, ba người đều là đạo quân, những người khác là bất hủ. Lê Tiêu cũng tại 20 năm trước tu thành bất hủ. Linh tinh môn bên trong quang mang hội tụ, hình thành hoa đạo chủ hư ảnh, quang mang trói lọi hoa lệ, sau lưng có một gốc trắng noãn sáng tỏ cây hoa anh đào, ngàn vạn hoa anh đào cánh hoa tại phiêu đáng tới lui. Lê Tuyết, Lê Tiêu bọn người vội vàng lễ bái, chăm miệng một lời, sư tôn. Hoa đạo chủ nói, đứng lên mà nói, đám người riêng phần mình đứng dậy. Hoa đạo chủ nói, bị ngạn sát kiếp dần dần lên, các người biết được thượng thiên có đức hiếu sinh, cho các người có lưu một chút hy vọng sống, các người phải nhiều hơn chém giết đối thủ, vì vùng thiên địa này thiếu một phân kiếp vận. Lê Tuyết, Lê Tiêu bọn người xưng là, Hoa đạo chủ nói, ta bị ngạn một mảnh thái bình, nhưng vẫn là có chút hạng giá áo túi cơm trong bóng tối sinh sự, hứa ứng kẻ này, vừa mới liền xâm nhập linh tinh môn bên trong, tàn sát ta bị ngạn đồng đạo, hiến tế cho huyền hồng đạo chủ. Huyền hồng đạo chủ phục sinh, còn không biết muốn tạo bao nhiêu sát nghiệt. Lê Tuyết, người trưởng quản linh tinh môn, truy sát hứa ứng. chương 1451, Lê Tuyết xưng là, Lê Tiêu cúi đầu, trong mắt quay tròn loạn chuyển, thầm nghĩ, kỳ quái, linh tinh môn cấm khu liền thiết lập tại trong môn. Môn này là đại lão gia pháp bảo, vì sao hứa ứng xâm nhập trong môn, đại lão gia nhưng không có thôi động bảo vật này giết hắn, ngược lại vẽ vời cho thêm chuyện ra để cho chúng ta mang theo linh tinh môn đuổi theo giết hứa ứng. Nàng nháy mắt mấy cái, thầm nghĩ chẳng lẽ đại lão gia lần trước thiên cảnh chuyến đi, bị đánh đến thảm như vậy, đến nay thương thế vẫn như cũ chưa từng khỏi hẳn. Hoa đạo chủ lại nói, hứa ứng phóng thích huyền hồng đạo chủ đằng sau, tất nhiên sẽ động mặt khác đạo chủ chủ ý, hắn trời sinh tính xảo trá, các ngươi chưa hẳn có thể tìm được hắn. Lê Tuyết, các ngươi thay ta truyền lệnh thiên hạ, chiếu cáo tứ phương, đối với hắn hạ đạt đạo chủ lệnh truy sát. Giết chết bất luận tội, Lê Tuyết, Lê Tiết bọn người kinh ngạc vạn phần, nhao nhao khom người xưng phải, không biết đại lão ra vì sao động như vậy chân nộ, vậy mà đối với hứa ứng bực này ngay cả bất hủ đều không phải là tu sĩ hạ đạt đạo chủ lệnh truy sát. Bọn hắn lại không biết, hứa ứng lấy hòa đạo chủ linh tinh môn là thu hoạch chiến trường, ngưu hại rất nhiều bất hủ, chân vương cùng đạo quân, hoa đạo chủ đang lúc bế quan dưỡng thương, phát giác được hứa ứng muốn làm chuyện xấu, lại vô lực thôi động linh tinh môn ngăn cản. Hắn bị thiên cảnh đạo tôn cùng kỳ thương các loại đạo chủ kích thương, thương thế thực sự nghiêm trọng, chỉ có thể chờ đợi đến huyền hồng bị sau khi khôi phục, lại điều động linh tinh môn, để lê tuyết bọn người lấy lại danh dự. Hứa ứng từ trong hư không tránh đi huyền hồng đạo chủ truy sát, lập tức trốn xa, nhưng mà chỉ cảm giác tầm mắt vặn vẹo, thân thể của mình một ít bộ vì cũng dần dần biến lớn đứng lên hắn giống như là giống như thổi khí cầu, bị thổi làm càng ngày càng trống, càng ngày càng trướng. Đây là hư không đại đạo tại đem hắn hướng từng cái vĩ độ kéo duỗi. Hứa ứng trong lòng biết không ổn, lập tức trở về đến tầng thứ 30 hư không, loại biến hóa này mới chậm dần một chút. Hắn trở lại tầng thứ 28 hư không, mới phát giác được hư không đối với nhục thân không có bao nhiêu uy hiếp lực. Ta hư không đại đạo hay là đuổi không kịp ngọc hư đạo tổ, thậm chí ngay cả vị ương đều muốn siêu việt ta. Chỉ là hư không chi đạo, tu luyện tới Ngọc Hư Đạo tổ cấp độ kia, chỉ sợ cũng đã đến đỉnh. Muốn tiến thêm một bước chỉ có rời đi Hỗn Độn Hải. Nhưng làm sao có thể? Hứa ứng rời đi hư không, lật xem trưởng Tôn Thánh Hải bọn người giao cho mình cấm địa địa lý đồ, xem xét một lát, tính toán nói, gần nhất cấm địa chính là tòa này Long Hưng tự. Khu di tích này, trong truyền thuyết người tiến vào liền sẽ không hiểu đột tử, không biết bên trong là không trấn áp có đã chết đạo chủ. Hắn lập tức lên đường chạy tới Long Hưng tự, mà vào lúc này liên quan tới hắn đạo chủ lệnh truy sát đã dần dần gieo rắc ra bị ngạn phàm là nhận được lệnh này người đều là mừng rỡ lúc này liền có không biết bao nhiêu cao thủ kêu la muốn lấy hứa ứng ra đầu đi quỳnh hoa đảo lĩnh thưởng lúc này cũng có đạo đồng mang theo đạo chủ lệnh truy sát đi vào thần ma đại đạo quân nơi này nói lão gia hoa đạo chủ đại lão gia ban xuống lệnh truy sát muốn truy sát hứa ứng chúng ta thần ma đạo môn có đi hay không thần ma đại đạo quân cả giận nói đi cái rắm đệ tử của ta tiến đánh tam giới trừ vũ thiệu đều chết tại tam giới chẳng lẽ muốn ta tự mình đuổi theo giết hứa ứng hay sao lần này tứ đại đạo chủ phái ra môn hạ ứng kiếp ta cũng phái ra môn hạ ứng kiếp kết quả đệ tử chết hết ta thần ma đạo môn đã không có khả năng lại có tổn thất đạo đồng kia nói hồi lão gia vũ thiệu sư huynh nói tại tam giới là hứa ứng giết nhiếp huyền sư huynh bọn người lão gia không vì nhiếp huyền bọn hắn báo thù thần ma đại đạo quân trần chờ một chút hắn nguyên bản phái nhiếp huyền bọn người xuất trinh tam giới có đoạt công lao ý tứ không ngờ nhiếp huyền bọn người bất tranh khí chết tại tam giới đây là chuyện xấu nhưng cũng là chuyện tốt nhiếp huyền bọn người chết rồi đạo chủ bọn họ thúc hắn ứng kiếp hắn liền có thể đùn đỡ khóc lóc kể lể nói mình đệ tử đều chết tai kiếp phận bên trong dùng cái này từ chối đi qua trốn qua một kiếp nhưng hảo chết không chết lần này hết lần này tới lần khác là hứa ứng lên đạo chủ lệnh truy sát hắn nếu như không ra tay chẳng phải là muốn bị người bị ngạn chế nhạo nói hắn không dám làm đệ tử báo thù nhưng là rời đi đạo kỳ thiên, liền có ứng kiếp khả năng. Thần ma đại đạo quân trần chờ một chút, lập tức trầm tĩnh lại, cười nói, bây giờ người xuất thủ, nhiều nhất là đạo quân, chỉ cần thái nhất cùng mấy vị đại đạo chủ không xuất thủ, ai có thể làm gì ta. Ta sớm một chút ứng kiếp, giết hứa ứng, tẩy đi trên người kiếp vận lại trở về về đạo kỳ thiên là được. Đạo kỳ thiên hồ sơn các, lâm đạo chủ cũng nhận được một phần đạo chủ lệnh truy sát, trong lòng kinh ngạc, cười nói, hòa đạo huynh làm sao cùng một tên tiểu bối bực bội lên, vậy mà ban bố lệnh truy sát hứa ứng này còn cùng thái nhất tiến về thiên cảnh khư cứu qua hắn đâu hắn không khỏi lắc đầu cửu khâu sơn là đạo chủ cũng nhận được hoa đạo chủ hạ lệnh truy sát hứa ứng một chuyện không khỏi cười nói hoa đạo huynh hơn phân nửa thương thế vẫn còn nếu không lấy tính tình của hắn đã sớm một bố chém giết hứa ứng nhưng nói trở lại hứa ứng dù sao cũng vì nghĩ cách cứu viện hắn từng góp sức hoa đạo huynh cử động lần này không khỏi không tử tế người tới có đạo đồng đi tới gần chờ đợi. Là đạo chủ nói, ta viết một lá thư, người đưa đến Bích Du Cung đi, nói cho thông thiên đạo chủ việc này. Thông thiên đạo chủ một người cô đơn, chỉ sợ còn không biết việc này. Đạo đồng lĩnh mệnh, đón lấy thư đi. Là đạo chủ cười nói, thông thiên nếu là biết việc này, sẽ bảo đảm hứa ứng, hay là tùy ý chi. Hắn tới hào hứng, lại viết một lá thư, sai người đi xá an cung đưa cho Thái nhất đại đạo quân, cười nói Thái nhất có thể hay không tự mình xuất thủ, đại nghĩa diệt thân. Qua không lâu, Thái Nhất Đại Đạo Quân dẫn đầu nhận được đạo chủ lệnh truy sát, kinh ngạc nói, đây là lại phạm vào chuyện gì, muốn đại đạo chủ tự mình hạ lệnh truy sát. Hắn trần chờ một chút, lặng yên đứng dậy, rời đi xá an cung. Qua một tháng, thông thiên đạo chủ cũng nhận được đạo chủ lệnh truy sát, nhìn thoáng qua, liền ném ở một bên. Lấy hứa ứng thực lực, lệnh truy sát này thật sự là váng đầu tiến hành. Thông thiên đạo chủ lạnh lùng nói, đạo chủ lệnh truy sát, phía trước, linh tinh môn cao cao đứng vững, hứa ứng đang đuổi hướng Long Hưng tự trên đường, trùng hợp gặp được Lê Tuyết Lê Tiêu bọn người. Nghe được bọn hắn nói lên đạo chủ lệnh truy sát, hắn đầu tiên là kinh ngạc, sau là nghẹn ngào cười nói, hoa đạo chủ không tự mình truy sát ta, khiến người khác truy sát ta. Bỉ ngạn có mấy cái đại đạo quân, hắn không khỏi lắc đầu, Lê Tuyết giận tím mặt, lạnh lùng nói, hứa ứng, người không khỏi quá làm càn, khinh thường bỉ ngạn anh hào. Hứa ứng liếc nàng một cái, không nói gì, giết chết hỗn nguyên đạo quân cùng độ vũ chân quân lúc, mặc dù là vận dụng tất cả pháp lực nhưng hắn cũng không vận dụng tam giới tân đạo văn vẫn như cũng là dùng bỉ ngạn lý văn cùng hai vị đạo quân tranh phong dưới loại tình huống này hắn còn có thể đem hai tôn đạo quân giết chết bình thường đạo quân ở trước mặt hắn căn bản không đáng chú ý hoa đạo chủ ban xuống đạo chủ lệnh truy sát mà không có tự mình thôi động linh tinh môn giết ta cởi quần đánh giấm vẽ vời cho thêm chuyện ra nói như vậy thương thế của hắn còn chưa có khỏi hẳn hứa ứng nói đến đây ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, cười nói, lúc này ta nếu là giết tới Quỳnh Hoa Đảo, không biết có thể hay không xử lý hắn. Lê Tuyết bọn người giận tím mặt, nhao nhao quát lớn, làm càn. chương 1452, hứa ứng đem bọn hắn thần thái thu vào trong mắt, cười nói các ngươi yên tâm, ta đối với bỉ ngạn trung thành tuyệt đối, hoa đạo chủ hay là ta tự mình tiến về thiên cảnh cứu, ta như thế nào lại xử lý hắn đâu. Bất quá, nếu như có người biết hắn lúc này trọng thương chưa lành, mà giết tới Quỳnh Hoa Đảo xử lý hắn, vậy liền không liên quan gì đến ta đạo chủ bách túc chi trùng chết cũng không hàng cho dù là bị trọng thương đạo chủ cũng không phải hứa ứng có khả năng địch nổi bởi vậy lúc này thừa dịp hoa đạo chủ không rảnh bên cạnh chú ý phục sinh càng nhiều bỉ ngạn đạo chủ những này bỉ ngạn đạo chủ chắc chắn sẽ có người sẽ đi nếm thử xử lý hoa đạo chủ cho dù không cách nào xử lý hoa đạo chủ cũng không sao bản ý của hắn chính là để bỉ ngạn thiên hạ đại loạn hoàn mỹ tìm kiếm công kích tam giới huyền hùng đạo chủ hắn ngay cả ta ân nhân cứu mạng này đều muốn xử lý, hẳn là cũng sẽ đối với xử lý hoa đạo chủ có hứng thú. Còn có kỳ thương, hắn hiện tại không có kiếp vận, có thể giết trở lại đến báo thù. Chỉ cần hoa đạo chủ không đánh chết ta, như vậy địch nhân của hắn liền sẽ càng ngày càng nhiều. Hứa ưng ánh mắt chấp động, thầm nghĩ, nếu so được không đi, vậy liền so nát, chỉ cần bị ngạn nát đến ác hơn, tam giới liền có hy vọng. Nhưng vào lúc này, Lê Tuyết khẽ kêu một tiếng, thôi động linh tinh môn, một sợi nặng nề không gì sánh được đạo uy từ linh tinh môn bên trong bộc phát. Linh tinh môn chính là thành thuộc tiên thiên linh bảo, tiên thiên tứ kỳ là tứ kỳ là một bộ, mà linh tinh môn lại là một thân một mình chỉnh thể, uy lực muốn siêu việt đơn độc hỗn đạo hạnh hoàng kỳ rất nhiều. Vật này tế lên thời điểm, trong môn có thể thấy được tinh hải phun trào, cất dấu ức vạn tinh thần, tinh lực cùng nhau lúc bộc phát, liền giống như là mấy chục tòa ngân hà bên trong tất cả hàng tinh cùng một chỗ bộc phát ánh sáng cùng nhiệt, đem những này ánh sáng cùng nhiệt tập trung ở cùng một chỗ, từ trong môn phun ra ngoài, hóa thành một đạo kiếm quang. Linh tinh môn chất gỗ kết cấu, hiện lên hình chữ tỉnh, liền giống như là một cái vỏ kiếm nuốt miệng, mà kiếm quang từ nuốt trong miệng bắn ra, quả nhiên là uy lực bá đạo tuyệt luân. Lê Tuyết muốn tế lên ngụm này tuyệt thế chi kiếm, chỉ cảm thấy cố hết sức vạn phần, lấy chính mình đạo quân tu vi, chỉ là có thể miễn cưỡng tế lên. Nhưng này kiếm quang tích chứa uy năng, đã đủ để diệt đi bất luận một vị nào đạo quân. Hứa ứng sắc mặt đột biến, không dám đón đỡ linh tinh môn kiếm quang, linh tinh môn kiếm quang, chỉ sợ đại đạo quân cũng không tiếp nổi. Hắn lập tức tế lên hỗn đạo hạnh hoàng kỳ, lập tức huyền hoàng chi khí vạn dặm, nặng nề vô địch, nghênh tiếp linh tinh môn kiếm quang. Tiên thiên tứ kỳ, lấy hỗn đạo hạnh hoàng kỳ uy lực lớn nhất, là tứ kỳ đứng đầu. Nhưng mà mặt cờ cùng kiếm quang hơi chút va chạm, lập tức chống đỡ hết nổi, huyền hoàng nhị khí nhao nhao phá toái, mặt cờ cuốn ngược mà quay về. Đại kỳ chấn động, mặt cờ quay chung quanh hứa ứng xoay tròn, cuốn thành một nửa hình tròn, đem hứa ứng bảo hộ ở trong đó. Hứa ứng tay trụ đại kỳ, ổn định mặt cờ, kiếm quang kia đánh thẳng tới, đại kỳ hai bên dãy núi đại địa, cùng nhau bốc hơi, mặt đất biến mất, chỉ còn lại có hai đạo lạch trời, từ sâu không lường được trong khe rãnh toát ra điểm điểm tinh quang, từ từ bay lên. Hứa ứng bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, thân hình hướng về sau đi vòng quanh, phía trước mặt đất xuất hiện tại trong kiếm quang, liền từ bốc hơi. Trong cơ thể hắn võ đạo động nguyên hóa thành hồng nguyên hình thái, chín loại đại đạo hóa thành vô cấu thái độ, tận khả năng thôi động Hạnh Hoàng Kỳ, vẫn là bị ép tới khóe miệng chảy máu. Nhưng cũng may Lê Tuyết vừa mới đạt được Linh Tinh môn, chỉ có thể thôi động Linh Tinh môn một phần uy lực, mà hứa ứng lại tế luyện Hỗn Đạo Hạnh Hoàng Kỳ gần 200 năm, Hạnh Hoàng Kỳ uy lực mặc dù kém xa Linh Tinh môn, nhưng hứa ứng lại có thể phát huy ra Hạnh Hoàng Kỳ ba thành uy lực. Lê Tuyết kiệt lực, gặp Hạnh Hoàng Kỳ chưa phá, không khỏi sắc mặt biến hóa, không cần nghĩ ngợi liền lại lần nữa thôi động Linh Tinh môn. Nhưng vào lúc này hứa ứng nhún người nhảy lên, ra sức cuốn lên đại kỳ, lê tuyết bọn người bốn phía thời không phá toái, đám người chỉ cảm thấy riêng phần mình đại đạo khó có thể chịu đựng, lại có bị rào sát xu thế. Nhanh đến phía sau cửa, lê tuyết cao rộng quát, lê tiết, lê tùng, lê tiêu bọn người vội vàng đi vào phía sau cửa tránh né, đám người riêng phần mình thôi động thôi động kiện này tiên thiên linh bảo, kiếm quang lại nổi lên, hướng hứa ứng chém tới. Hứa ứng thân hình giấu ở đại kỳ phía dưới, quay chung quanh linh tinh môn du tẩu không chừng, mặt cờ những nơi đi qua huyền hoàng chi khí gì không mà cái kia linh tinh môn thì linh xảo trên không trung di động kiếm quang những nơi đi qua hết thảy đều bị xóa đi lê tiết lê tùng bọn người cùng một chỗ thôi động linh tinh môn toàn này tinh môn uy lực đã có thể phát huy ra ba thành có thừa uy lực so trước đó lớn mấy lần hứa ứng cùng lê tuyết bọn người tranh chấp một lát liền phát giác được linh tinh môn uy lực càng lúc càng lớn môn hộ xoay tròn kiếm khí cũng di động theo thực sự linh động khó mà thủ thắng lập tức trốn vào hư không, biến mất không còn tâm tích. Cái kia linh tinh môn kiếm quang bá một tiếng, xuyên thủng hư không tầng 36, đem cái này 36 tầng hư không cắt ra. Thẳng đến tầng thứ 37, kiếm quang mới ở trong hư không phá diệt. Đạo kiếm quang kia trà sát một chút mặt cờ, mặt cờ lập tức bị đánh đến quay cuồng lên, bọc lấy hứa ứng ngã ra hư không. Hắn thụ thương, trốn không thoát, lê tuyết bọn người tinh thần đại chấn, liền muốn truy sát tới, lại chỉ cảm thấy pháp lực tiêu hao quá lớn, cơ hồ khó mà bay lên lúc này mới sợ hãi tế lên linh tinh môn đối pháp lực hao tổn quá lớn không thể duy trì quá dài thời gian nếu không liền không đáng kể lê tuyết bọn người riêng phần mình nghỉ ngơi điều vận động uyên bổ sung tu vi hứa ứng đi phương hướng là cấm địa long hưng tự phương hướng hứa ứng rơi xuống đất thân hình có chút lảo đảo linh tinh môn sát qua hạnh hoàng kỳ để hắn cũng bị trọng thương nhưng đạo thương không nghiêm trọng lắm cũng may hắn đại đạo vô cấu trên tu vi bị hao tổn rất nhanh liền có thể bù lại. Nhờ có có hạnh hoàng kỳ hộ thể, nếu không lần này liền tai kiếp khó thoát. Hắn thả chậm tốc độ, một bên chữa thương, một bên hướng Long Hưng tự đi đến. Hứa ứng, đột nhiên phía trước đám mây truyền đến một tiếng hét lớn, hứa ứng nhìn lại, chỉ gặp mấy cái tướng mạo không tầm thường nam nữ đứng ở trên đám mây, hướng hắn xem ra, một bên nhìn, vừa hướng chiếu trong tay đồ sách. Hứa ứng dò hỏi, ta là hứa ứng, mấy vị huynh đài có gì chỉ giáo? Trong đó một tôn bất hủ mừng lớn nói, ngươi phạm tội, bây giờ hoa đạo chủ muốn tính mệnh của ngươi. Hứa ứng, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, còn không khoanh tay chịu chết. Hứa ứng nhịn không được cười lên, lắc đầu từ bên cạnh bọn họ đi qua, ta muốn đi trước Long Hưng tự lịch luyện, không có hứng thú cùng các ngươi hồ nháo. Đột nhiên, hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể mình sinh cơ phi tốc trôi qua, trong lòng nghiêm nghị, bốn phía nhìn lại, chỉ gặp một lần gương sáng sáng loáng, hướng hắn bên này chiếu tới. Sinh tử đại đạo, Hứa ứng phát giác được trong gương sáng đạo Pháp biến hóa, nhận ra sinh tử đạo Pháp, lúc này điều vận hồng nguyên, hóa thành thái nhất đại đạo, mặc cho tấm gương sáng kia chiếu giỏi. Tấm gương sáng kia chiếu ở hứa ứng, chỉ gặp trong kính cũng có một cái hứa ứng, hứa ứng sau lưng, chính là mấy cái tướng mạo không tầm thường nam nữ, chính riêng phần mình xuất thủ, tế lên Pháp bảo, thôi động thần thông, hướng hứa ứng công tới. Hứa ứng không có quay đầu, mặc cho bọn hắn công tới, ánh mắt chỉ rơi vào trên tấm gương sáng kia, chỉ gặp trong gương sáng cái kia hướng hứa ứng công tới pháp bảo trong trước mắt liền giống như là đã trải qua ngàn vạn năm thậm chí trên triệu năm tuế nguyệt phi tốc trở nên mục nát trên pháp bảo lý văn mơ hồ không rõ uy lực tổn hao nhiều đợi đi vào hứa ứng sau lưng hơi chạm đến một chút lực cản pháp bảo liền từ hóa thành cho tàn nát đi mà mấy cái kia nam nữ thần thông cũng phi tốc thu nhỏ uy năng tán đi tiêu tán trên không trung trong gương sáng hứa ứng dung mạo không thay đổi mà mấy cái kia tướng mạo không tầm thường nam nữ ngay tại phi tốc biến chất bọn hắn một bên hướng hứa ứng đánh tới, một bên từ thiếu niên biến thành thanh niên, từ thanh niên biến thành trung niên, lại biến thành lão niên, lập tức trở nên không gì sánh được già nua, nhục thân khô bại, khí huyết khô vong. Sau một khắc, trong kính đám người liền lần lượt hóa thành một đống xương khô, đại đạo biến chất tan giã, nhục thân mục nát, thi cốt tan giã, rơi xuống dưới. Sinh tử đại đạo, quả nhiên có chỗ bất phàm, hứa ứng thấy cảnh này, không khỏi tán thán nói, sinh tử đại đạo quân có thể đứng hàng tứ đại đạo quân hàng mũ cũng không phải là chỉ là hư danh đại đạo quân tự mình đến bắt ta khiến cho ta cảm thấy vinh hạnh lúc này gương sáng sau truyền tới một thanh âm ngạo nghễ nói sư tôn ta làm sao lại tự mình đến đây hứa ứng người quá hướng trên mặt mình rát vàng hứa ứng nhìn lại người nói chuyện lại là sinh tử đạo môn vinh khô tử vinh khô đạo quân trong lòng không khỏi thất vọng hắn còn tưởng rằng mặt này sinh tử kính chủ nhân là sinh tử đại đạo quân, không nghĩ tới chỉ là vinh khô đạo quân. Vinh khô tử, năm đó người tại thái nhất đạo môn, nhìn thấy ta một viên đạo văn, liền suýt nữa hóa thành đạo hôi. Hứa ứng lắc đầu nói, ai cho ngươi lá gan lớn như vậy, để cho ngươi dám đến truy sát ta. Vinh khô đạo quân cười lạnh nói, truy sát một cái đạo cảnh bát trọng tiểu quỷ, còn cần lá gan. Vì đối phó ngươi loại kia kỳ lạ đạo văn, Ta đặc biệt hướng lão sư mượn tới hắn sinh tử kính, khắc chế đạo văn của ngươi. Chương 1453, hứa ứng dò xét tấm gương sáng này lộ ra vẻ kinh ngạc, lúc này thôi động thần thức, tồn tưởng tam giới tân đạo văn. Hắn bây giờ là đại đạo vô cấu trạng thái, không có đại đạo kết cấu, sẽ không sinh ra đại đạo ô nhiễm. Nhưng chỉ cần bại lộ tam giới tân đạo văn, liền sẽ hình thành đại đạo ô nhiễm. Chỉ là giờ phút này tam giới tân đạo văn bại lộ ở chỗ này sinh tử kính trước, liền gặp trong đạo văn lực lượng phi tốc biến chất, đạo văn đại biểu đại đạo chi lực cũng từ suy kiệt, rất nhanh liền hóa thành đạo hôi. Hứa ứng ngạc nhiên, tán thán nói, sinh tử đại đạo quân, không hổ là đại đạo quân, khiến cho người khâm phục. Hắn nguyên bản có lưu trên dưới 100 chiếc thúy nham lâu thuyền, phía trên có khắc tân đạo văn, mục đích chính là tại bỉ ngạn xâm lấn tam giới lúc đem những thuyền này phóng thích đến bỉ ngạn, đòn lại trả đòn, đến một trận diệt thế đại tai. Bất quá sinh tử đại đạo quân đạo Pháp, có thể sẽ rất dễ dàng liền phá vỡ kế hoạch của hắn. Sinh tử đại đạo quân, tốt nhất sớm ngày diệt trừ. Đại đạo của hắn đối với đạo văn tổn hại quá lớn. Hứa Ứng thầm nghĩ trong lòng, Vinh Khô đạo quân liên tục thôi động sinh tử kính, chiếu dõi hứa ứng, nhưng mà hứa ứng không có bất kỳ biến hóa nào, cũng không có như ước nguyện của hắn chết ra. Hứa Ứng đứng tại hắn trong kính quang, phảng phất có vô tận thời gian từ chung quanh hắn trôi qua, mà hắn giống nhau lúc trước. Vinh Khô đạo quân trong lòng nghiêm nghị bỗng nhiên biết bây giờ hứa ứng xa không phải đối thủ của mình, không khỏi động thối lui chi ý. Hứa ứng mỉm cười nói, Vinh Khô Tử, người giúp ta mang một môn thần thông trở về, gặp một lần sư phụ ngươi sinh tử đại đạo quân. Ta muốn mời hắn chỉ giáo một phen, Vinh Khô Đạo Quân không hiểu, mang một môn thần thông trở về gặp sư phụ ta. Làm sao mang, hứa ứng đưa tay, bốn phía thời không đột nhiên kịch liệt chấn động, phảng phất hắn chính là một mảnh hỗn độn, bốn phía thời không hướng hắn rơi xuống vinh khô đạo quân cũng không khỏi tự chủ hướng hắn rơi xuống trong lòng không khỏi sợ hãi lập tức quay người trốn chạy hắn chính là tu luyện sinh tử đại đạo đạo quân mặc dù tu luyện không phải thời không đại đạo nhưng tu vi dù sao hùng hồn tốc độ nhưng cũng không chậm nhưng mà tùy ý tốc độ của hắn là bực nào nhanh chóng cũng vô pháp chạy ra hứa ứng hỗn độn thời không người giúp ta mang về thần thông gọi là liên khai diệu thế là ta hồng nguyên nghịch chứng môn thần thông thứ nhất hứa ứng giữa hai tay giống như là bưng lấy một đóa hoa sen hồng nguyên, hướng Vinh Khô Đạo Quân ấn tới. Vinh Khô Đạo Quân sắc mặt kịch biến, vội vàng xoay người, thôi động sinh tử thần thông, không muốn mạng hướng hứa ứng công tới. Nhưng mà thần thông của hắn có đột nhiên chuyển hướng, bay hướng chỗ hắn, phảng phất hỗn loạn thời không, có ở giữa không trung chôn vùi, hóa thành đạo hôi, uy năng toàn vô, hữu thì thẳng đến chính hắn mà đến, giống như là làm lẫn lộn nhân quả. Vinh Khô Đạo Quân điều vận sinh tử kính, chiếu dọi tại hứa ứng liên khai diệu thế trên thần thông, nhưng sinh tử kính đối với môn thần thông này tựa hồ không có bất kỳ tác dụng gì vinh khô đạo quân hướng hứa ứng rơi xuống chủ động nghênh tiếp một ấn này hình hoa sen thần thông chui vào lồng ngực của hắn thoáng qua tức thì biến mất không thấy gì nữa ngươi không cần lo lắng ngươi chúng ta một chiêu này còn không đến mức hiện tại liền chết hứa ứng sắc mặt ôn hòa nói ngươi còn có thể trở lại sinh tử đại đạo quân bên người đem thần thông của ta biểu hiện ra cho hắn nhìn vinh khô đạo quân thanh âm khàn khàn nói cho hắn sau khi xem đâu. Hứa ứng lộ ra nụ cười hiền hòa, hòa nhã nói, đằng sau liền không có chuyện của ngươi. Vinh khô đạo quân nhẹ nhàng thở ra, hứa ứng thiện ý nhắc nhở, hắn nếu có thể phá giải ta liên khai, như vậy ngươi liền còn sống sót. Nếu là không thể phá giải, như vậy ngươi liền thân tử đạo tiêu. Ngươi đi đi, trên đường không nên dừng lại, nếu không ngươi không kịp nhìn thấy sinh tử đại đạo quân. Bốn phía thời không đột nhiên khôi phục bình thường, vinh khô đạo quân sắc mặt đột biến, quay người mang theo sinh tử kính phi tốc rời đi hứa ứng đưa mắt nhìn hắn đi xa thấp giọng nói vô luận vinh khô sống hay chết sinh tử đại đạo quân đều sẽ khó mà nhẫn nại ta đối với hắn khiêu khích như vậy hắn còn có thể ngồi được vững a à. đột nhiên hứa ứng sắc mặt biến hóa thân hình lóe lên trốn vào hư không hắn chân trước vừa đi liền gặp linh tinh môn từ trên trời giáng xuống ẩm vang rơi xuống đất lê tuyết bọn người đứng tại trong môn hộ bốn phía giò xét một phen lập tức linh tinh môn phá không mà đi. Hứa ứng thoát ra hư không, một bên chữa thương, một bên không nhanh không chậm hướng Long Hưng tự đi đến. Bất quá nhiều lúc, hắn lại gặp được mấy đợt bỉ ngạn bất hủ chặn giết, đều bị hắn nhẹ nhõm tránh thoát. Những người này nghe nói hắn muốn đi trước Long Hưng tự, lúc này nhao nhao khởi hành. Lúc trước, ta còn cần dùng liên gia cùng Hồng Nguyên thiết kế, hấp dẫn bỉ ngạn cao thủ, hiện tại có hoa đạo chủ lệnh truy sát, ta chính là lớn nhất mồi câu không biết lần này có thể hay không câu đến đại đạo quân sinh tử đạo môn vinh khô phi thân mà tới không lo được thông báo trực tiếp hướng doanh thúy điện xông vào sinh tử đại đạo quân liền tại doanh thúy điện tỏa quan có đạo đồng ở bên ngoài chờ đợi nhìn thấy hắn tới cuống quyết ngăn cản nói vinh khô sư huynh lão ra tại tỏa quan vinh khô đem mấy cái đạo đồng phát bay ra ngoài xâm nhập trong điện nhìn thấy ngồi ngay ngắn bất động sinh tử đại đạo quân liền bái lại xuống khóc lớn nói sư tôn cứu ta sinh tử đại đạo quân sau lưng sinh tử nhị khí chảy xiết như thác nước, trong thác nước có vô số sinh tử động nguyên xoay tròn chìm nổi, vị này đại đạo quân chậm rãi mở mắt, nói, vinh khô, chuyện gì kinh hoàng. Vinh khô bỗng nhiên kéo ra y phục, cởi trần lồng ngực, một đóa ấn ký hoa sen xuất hiện tại lồng ngực của hắn, là cái nụ hoa, cuống hoa cùng dễ cây, đâm vào vinh khô trái tim bên trong, giống như là từ nó trái tim bên trong hấp thu năng lượng. Sư tôn, đệ tử đến đạo chủ lệnh truy sát, đuổi theo giết hứa ứng, không ngờ bị hắn đem thần thông này khắc ở ngực. Vinh Khô đem ngọn nguồn nói một phen, dập đầu nói, "Còn xin sư tôn cứu mạng." Sinh tử đại đạo quân có chút kinh ngạc, hứa ứng bị thái nhất đoạt xá rồi. Lại để cho ngươi mang theo thần thông của hắn tới gặp ta, thật sự là gan to bằng trời. Ánh mắt của hắn rơi vào Vinh Khô ngực, cẩn thận xem xét đóa kia ấn ký hoa sen, sắc mặt biến hóa, hỗn độn thần thông. Hắn chậm rãi vươn tay ra, lấy tự thân lớn lao đạo lực tu vi, áp chế hoa sen biến hóa để tránh hứa ứng môn thần thông này bộc phát từng tia từng sợi hỗn độn chi khí từ ấn ký hoa sen bên trong chảy ra sinh tử đại đạo quân càng coi chừng nói hứa ứng phải chăng có nói hắn đây là công pháp gì thần thông gì cái kia ấn ký hoa sen đột nhiên khẽ run lên vậy mà từ ấn ký biến thành chân thực hoa sen từ vinh khô ngực hái ra hoa sen dễ cây còn lưu tại vinh khô trong lồng ngực vinh khô thấy thế nhẹ nhàng thở ra nói hắn nói môn thần thông này gọi là liên khai diệu thế còn nói công pháp của hắn gọi là Hồng Nguyên nghịch chứng loại hình. Hồng Nguyên nghịch chứng, sinh tử đại đạo quân nhẹ lời, sắc mặt đột biến, trong tay của hắn, hoa sen có chút rung động, cánh hoa thẳng mở ra, cùng một thời gian giấu ở vinh khô thể nội Hồng Nguyên bộc phát. Vinh khô đạo quân ầm vang nổ tung nhục thân nguyên thần tính cả đại đạo động nguyên, bị toàn bộ mở rộng. Sinh tử đại đạo quân ống tay áo che mặt, ngăn trở đạo này đại thần thông trùng kích, đợi cho trùng kích tán đi về sau, chỉ gặp vinh khô đạo quân tính cả doanh thúy điện nửa trước bên cạnh đại điện biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mảnh tinh không, tựa như một và mới mở vũ trụ, chỉ là cực kỳ bỏ túi. Sinh tử đại đạo quân sắc mặt âm trầm, từ quần tinh ở giữa xuyên qua, hướng đạo kỳ thiên bên ngoài mà đi. Hứa ứng, chết tử tế, chương 1454, Thái nhất chi lộ, phục hưng bỉ ngạn. Long hưng tự bên ngoài, linh tinh môn ẩm vang rơi xuống, kinh hãi bốn phía đến đây săn bắn hứa ứng quần hùng nhau nhau ra là quỳnh hoa đảo đạo chủ môn hạ đệ tử lần này đạo chủ lệnh truy sát chính là bọn hắn ban phát mấy cái này xinh đẹp nương tử mang theo bảo vật như vậy là dự định hiến vật quý a có mắt người ánh sáng bất thiện lê tuyết bọn người đi ra linh tinh môn bốn phía nhìn lại khẽ nhíu mày chỉ gặp đi vào long hương tự cao thủ đông đảo nhưng rất nhiều đều là đạo cảnh bát trọng tu sĩ bất hủ đạo quân cũng không phải là rất nhiều phần lớn người cũng không biết hứa ứng thực lực đối với hắn có chỗ đánh giá thấp Lê Tuyết nhíu mày, bọn hắn tiếp xúc qua hứa ứng, biết một thân chiến lược sớm đã đạt tới bình thường đạo quân đều không thể đem nó lưu lại tình trạng. Càng thêm nó người mang dị bảo cũng không phải là những người này có khả năng đối phó. Lê Tiêu nói nhỏ, đại sư tỷ, chúng ta lần này gieo rắc đạo chủ lệnh truy sát, tuy nói truyền bá rất rộng, nhưng hẳn không có nhiều người như vậy biết được hứa ứng muốn tới nơi đây a. À. Lê Tuyết cũng phát giác được người tới quá nhiều, giống như mọi người đều biết hứa ứng muốn tới Long Hưng tự nàng nhìn về phía Long Hưng Tự, Long Hưng Tự tuy có chùa tên nhưng kỳ thật là một vùng phế tích, khắp nơi đều là đổ nát thê lương, còn có thể nhìn thấy cổ đại cung điện dấu vết lưu lại. Nơi này cũng là một mảnh cấm khu, từng có người ở chỗ này gặp được trên triệu năm trước thần ma, một tay điều khiển thời gian, một tay điều khiển tinh không. Hứa ứng đến Long Hưng Tự làm cái gì? Lê Tuyết không hiểu, Hứa ứng thương thế khỏi hẳn, không nhanh không chậm hướng Long Hưng Tự đi tới, phía trước có thần ma nhị khí lưu chuyển, một đen một trắng như là thác nước treo ở không trung. Hứa ứng nao nao, lộ ra vẻ mừng rỡ, đi thẳng về phía trước, đi vào cái kia đen trắng hai khí ở giữa. Chỉ gặp hai đạo dưới thác nước, đang có một đen một trắng hai tôn vị lão giả đánh cờ, một cái tay nắm bạch tử, một cái tay nắm hắc tử. Hứa ứng đi ra phía trước, đi vào hai vị này lão giả bên người, quan sát phán cờ. Lão giả áo đen ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái, nói, người biết được ván cờ. Hứa ứng lắc đầu, không hiểu. Lão giả áo đen cười lạnh nói, như vậy ngươi nhìn cái gì? Hứa ứng nghiêm nghị nói, đại đạo quân tự mình đánh cờ với mình, cho nên nhất định phải nhìn một chút. Hắc bạch nhị lão cười ha ha, làm dịu xấu hổ, lão giả áo trắng nói, hứa ứng, ngươi là thái nhất đệ tử, ta cùng thái nhất ngang hàng, nguyên bản không đến mức tự mình đến đây hướng ngươi ra tay. Nhưng ngươi đem ta thần ma đạo môn cơ hồ diệt tuyệt, chỉ còn lại có một cái bất tranh khí, bởi vậy ta không thể không đến. Hứa ứng mang tới một cái băng ghế đá, ngồi tại bên cạnh cái bàn đá, cười nói, thần ma đạo môn giết tới tam giới, bởi vậy ta không thể không ra tay, diệt đi thần ma đạo môn. Còn cái kia bất tranh khí, hắn rất đúng tính cách của ta, cho nên ta bỏ qua cho hắn hai lần. Lão giả áo đen lộ ra vẻ hân thường, nói, đúng khẩu vị của mình, liền hạ thủ lưu tình, người cũng là người có tính tình. Ta cùng thái nhất môn nhân giao thủ, cũng không phải lần đầu, năm đó hạo dập lúc còn sống, liền đã từng khiêu chiến ta. Lão giả áo trắng nói, hạo dập kỳ tài ngút trời đánh với hắn một trận cũng không mất mặt huống chi ngay cả thái nhất đều thua ở trong tay của hắn hắc bạch nhị lão chăm miệng một lời cho nên hôm nay chúng ta tới gặp một lần thái nhất đệ tử cũng không mất mặt hai người đột nhiên một trái một phải đồng loạt ra tay hướng hứa ứng đầu oanh tới hứa ứng vẫn như cũng ngồi tại nguyên chỗ đưa tay đón đỡ thần ma nhị tôn công kích hồng nguyên nghịch chứng đại đạo lục thôi phát đến cực hạn vậy mà vững vàng tiếp được thần ma nhị tôn công kích Ba người vẫn như cũng nguy ngồi bất động. Thần ma nhị tôn đột nhiên riêng phần mình thôi động thần ma cực đạo phú. Hai người một cái là thần đạo cực cảnh, một cái là ma đạo cực cảnh, đem thần ma hai đạo thần thông riêng phần mình diễn hóa đến cực hạn. Chỉ trong nháy mắt, liền hình như có vô số tôn bất hủ thần ma từ từng cái phương hướng, từng cái vĩ độ hướng hứa ứng công tới. Thần ma hai đạo, mọi loại thần thông giống như trong biển thủy triều mãnh liệt mà đến, hứa ứng hay là ngồi tại nguyên chỗ võ đạo cực cảnh bộc phát. Chỉ một thoáng chính là vô số cái hắn thôi động các loại thần thông nginh tiếp thần ma hai đạo. Oanh, thần ma nhị tôn sau lưng, nặng nề không gì sánh được đen trắng hai khí hình thành thác nước hướng về sau phiêu đáng, lộ ra dấu ở hai khí bên trong đại thiên động nguyên. Những động nguyên này theo thứ tự là thần đạo động nguyên cùng ma đạo động nguyên, liên tiếp lấy đại thiên vũ trụ, cổ quái là, những động nguyên này đã không người tu trì. Không hổ là thái nhất môn nhân, yêu nghiệt mọc lan tràn. Năm đó hạo dập như vậy, bây giờ hứa ứng cũng là như thế. Thần ma nhị tôn không khỏi tán thưởng, đột nhiên hai người bàn tay tương đối, thần ma hai đạo tương dung trưởng lực lập tức tăng vọt. Hứa ứng sắc mặt đột biến, lập tức vươn người đứng dậy, hướng cái kia thần ma nhị tôn không người liền bái. Ngàn vạn võ đạo thần thông trong chớp mắt hình thành thần thông thương khung, nghênh tiếp thần ma đại thần thông. Thần ma nhị tôn cũng là sắc mặt đại biến, thân hình đột nhiên tương dung, hóa thành một tôn ba mặt kỳ nhân, bên trái phẫn nộ dữ tợt, mặt phải thần thánh tử bi, chính diện không vui không buồn, chính là thần ma đại đạo quân chân thân, thần ma đại đạo quân sau lưng đen trắng hai khí bên trong, thần đạo động nguyên cùng ma đạo động nguyên bắt đầu hai hai kết hợp, thần ma hai đạo quán thông, đón đỡ hứa ứng thần thông thương khung, cười nói, thần thông thương khung là hạo dập thần thông, năm đó đánh bại thái nhất, quả thực kinh diễm. cho dù là hôm nay xem ra, vẫn như cũ phi phàm, hứa ứng sử dụng thần thông, cùng hạo thiên đế thần thông thương khung bên trong thần thông lạc ấn cũng không giống nhau, hắn càng nhiều hơn chính là võ đạo thần thông tại lực bộc phát bên trên, còn thắng nguyên bản. Nhưng mà song phương đạo Pháp bộc phát, hứa ứng lại bị chấn động đến lảo đảo trở ra. Thần ma đại đạo quân kinh ngạc, hứa ứng, người vô cùng ghê gớm, đợi một thời gian, người chính là một vị khác hạo dập đại đạo quân. Đáng tiếc, đáng tiếc, hắn động sát ý, sau lưng từng tòa thần ma động nguyên trong lúc bất chợt bắt đầu hai hai sát nhập, dung hợp lẫn nhau, không bao lâu liền hóa thành duy nhất thần ma động nguyên, ở vào bỉ ngạn bên trong, nhưng lại phảng phất chỗ ở trong đại thiên vũ trụ. Ta thần ma hai đạo, hoàn toàn chính xác không bằng thái nhất, cũng không bằng hỗn độn hồng mông, nhưng là ta cũng không tham. Con người của ta cũng không thông minh, học chính là thiên cảnh công pháp, ngộ chính là thiên cảnh thần thông, 120 triệu năm tu hành, cũng bất quá là cái bất hủ cảnh. Thần ma đại đạo quân khí tức đột nhiên trở nên không gì sánh được hùng hồn, cất bước hướng hứa ứng đi tới, mỉm cười nói, nhưng ta nhất tham, cũng thông minh nhất. Thần ma hai đạo không phải tiên thiên cửu đạo, đồng dạng cũng không phải cấp thấp đại đạo, Ta đánh với Huyền Hoàng một trận, cùng thái nhất một trận chiến, đánh với Hạo Dập một trận, liên tục ba bại để cho ta nhìn thấy thiếu sót của ta. Hứa ứng điều động nhục thân Hồng Nguyên, thôi động liên khai diệu thế, đây là chính hắn thần thông, hoa sen mở ra lúc, Hồng Nguyên mở rộng, có vũ trụ thiên khai chi lực, trong nháy mắt bộc phát hỗn độn, hồng mông, vô cực, thái nhất bốn loại đạo lực, là hứa ứng trước mắt có khả năng đạt tới cực hạn thành tựu. Thần ma đại đạo quân dưới sườn, lại có bốn tay chui ra, sáu cánh tay lật lên rơi xuống đóng ở trên hồng nguyên, ngạnh sinh sinh đem bộc phát liên khai diệu thế ép về hồng nguyên trạng thái, ba tấm gương mặt cười ha ha. Ta bù đắp thiếu sót của mình, trong lúc bất chợt phát hiện, ta đã đi vào bất hủ cuối cùng, hướng về phía trước lại vượt qua một bước, chính là đại đạo chi chủ. Hắn đột nhiên phát lực đem hồng nguyên đánh nát, hứa ứng ngã về phía sau, không cần nghĩ ngợi tế lên hạnh hoàng kỳ, đại kỳ liệt không, cuốn lên huyền hoàng nhị khí bôn tập thần ma đại đạo quân. Thần ma đại đạo quân đằng không mà lên, nghênh chiến hạnh hoàng kỳ, ngạnh sinh sinh tiếp được mặt cờ trùng kích. Trong mặt cờ, gần như khai thiên giống như huyền hoàng chi khí đè xuống, thần ma đại đạo quân thân hình hướng về sau đi vòng quanh, nhưng trong cờ uy năng cũng bị hắn sinh sinh ngăn trở. Ở đây thời điểm chỉ nghe khen một tiếng, chuông lớn bay tới, đâm vào trên gáy của hắn, đem hắn đâm đến cái chán bầm tím. Hứa ứng đồng thời tế lên hỗn độn liên, hoa sen nở rộ, một cỗ vô hình trùng kích đánh tới, thần ma đại đạo quân lập tức thân hình như là lá cây, hướng về sau lướt tới, vẫn như cú vướng vàng rơi xuống đất. Hứa ứng trong lòng máy động, hồng nguyên nghịch chứng đại đạo lục, tăng thêm hạnh hoàng kỳ, trung gia, liên gia, cũng không thể làm sao hắn. Hắn bất hủ cảnh, gần như viên mãn, chuông lớn cũng từ bay tới, nói nhỏ, a ứng, lão tiểu tử này thực lực, chúng ta chỉ sợ ngăn không được. Một lần nữa, hứa ứng thét dài một tiếng, thôi động hạnh hoàng kỳ, đại kỳ di không, thẳng đến thần ma đại đạo quân mà đi. Dưới cờ, chuông lớn keng keng phi hành, hứa ứng điều vận kiếp vận, trước hết để cho thần ma đại đạo quân kiếp vận ra thân, lại cử động luân hồi, một đạo sáng tỏ không gì sánh được quang mang đem thần ma đại đạo quân kéo vào trong luân hồi. Nhưng sau một khắc, thần ma đại đạo quân phá vỡ luân hồi, ba mặt sáu tay, đối cứng hạnh hoàng kỳ, quyền đả chuông lớn, tay không tiếp hứa ứng sát phạt kiếm khí, hai tay ngăn tại trước ngực, đứng vững hỗn độn liên trùng kích. Hứa ứng không cần nghĩ ngợi, thừa dịp thần ma đại đạo quân bị đánh lui, cuốn lên đại kỳ, quay người liền đi thần ma đại đạo quân đuổi theo, thanh âm rõ ràng truyền vào trong tai của hắn, hứa ứng, người trốn lại có thể chạy trốn tới nơi nào. Hai người một trước một sau, thẳng đến Long Hưng tự mà tới. Long Hưng tự trước, sớm có người trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhưng mà hứa ứng tốc độ thực sự quá nhanh, trong chớp nhoáng liền lướt qua đám người, đâm vào Long Hưng tự đông đảo trong di tích. Hứa ứng, đám người thấy thế, không khỏi đại hỉ, nhao nhao xông vào Long Hưng tự trong di tích, hướng hứa ứng đuổi theo. Thần Ma Đại Đạo Quân theo sát mà đến, cũng xông vào Long Hưng tự di tích. Đột nhiên, một cỗ dị thường lực lượng thời không bộc phát, đem mọi người tính cả hứa ứng, thần ma đại đạo quân cùng một chỗ nuốt hết. Lê Tuyết khẩn trương thôi động linh tinh môn, không dám tiến vào Long Hưng tự. Lê Tiêu cũng bị một màn này cả kinh ngây người, nói: "Đại sư tỷ, Long Hưng tự bên trong đến cùng trấn áp chính là người thế nào?" Lê Tuyết lắc đầu nói, sư tôn cũng không đề cập qua. Lúc này, phía sau bọn họ truyền tới một thanh âm nói, Long Hưng tự bên trong trấn áp vị này đạo chủ, tu luyện là thời không đại đạo, thời gian cùng không gian, lại gọi trụ quang cùng vũ thanh. Này hai loại đại đạo chính là cùng tạo hóa, âm dương, sinh tử nổi danh đại đạo. Lê Tuyết bọn người vội vàng quay đầu nhìn lại, liền gặp Thái Nhất đại đạo quân chẳng biết lúc nào đi vào phía sau bọn hắn. Tham kiến đại đạo quân, Lê Tuyết bọn người chào. Thái Nhất nhẹ nhàng gật đầu, nói, chư vị không cần đa lễ. Lê Tiêu cùng hắn tương đối quen thuộc, nói, đại đạo quân thần ma đại đạo đâu? Thái nhất chậm rãi lắc đầu nói, thần ma đại đạo, sau so cái này bốn môn đại đạo hơi có không bằng. Vị này tu thành thời không đại đạo đạo chủ, đạo hiệu thiên thành. Thiên thành đạo chủ, lê tuyết ánh mắt chấp động, nói, như vậy, đại đạo quân là tới giết hứa ứng, hay là tới cứu hứa ứng? Thái nhất cũng không trả lời, ánh mắt nhìn chầm chầm vào cái kia long hưng tự cấm khu, nói ta một mực đang nghĩ một vấn đề, bị ngạn luôn luôn tái giá kiếp phận, hủy diệt từng cái vũ trụ, sớm muộn cũng có một ngày, đại thiên vũ trụ sẽ bị hủy diệt sạch sẽ. Ba vị đạo chủ tái giá kiếp vận, giết chết từng vị bỉ ngạn đạo chủ, một ngày nào đó, bỉ ngạn đạo chủ cũng sẽ bị bọn hắn giết đến sạch sẽ. Đến lúc đó, bọn hắn vẫn là phải đối mặt bỉ ngạn kiếp phận Lê Tuyết, Lê Tuyết bọn người nháy mắt mấy cái, không nói ra lời. Các nàng suy tính đồ vật, cùng thái nhất cũng không tại một cái phương diện bên trên. Lê Tiêu thử dò xét nói, như vậy đại đạo quân có ý tứ là thái nhất từ từ nói ta muốn bị ngạn là hẳn là đao thật thương thật đến một trận kiếp vận quyết đấu không tái giá vũ trụ khác không chém giết năm đó đạo chủ bị ngạn có nhiều như vậy đạo chủ đem bọn hắn giải cứu ra nhiều như vậy đạo chủ cái gì không thể chiến thắng lê tuyết bọn người hãy nhiên thái nhất nhìn thấy thần thái của bọn hắn khẽ lắc đầu không muốn cùng bọn hắn nói chuyện cất bước đi vào long hưng tự cấm khu ta chuyện cần làm là hứa ứng ngay tại làm sự tình nhưng mục đích của ta cùng hứa ứng không giống với. Hắn thấp giọng nói, mục đích của ta là muốn khôi phục phóng thích những cái kia bị ngạn đạo chủ, là muốn trợ bị ngạn độ kiếp được vận, đường đường chính chính. Ta muốn làm chính là, nếu tam đại đạo chủ đã mục nát, không thích hợp thời đại này, như vậy liền thay vào đó. Cái này bị ngạn, cần vương mới, đạo chủ mới, thay thế đi máu cũ, mới có thể đi được càng xa. Ta muốn phục hưng bị ngạn, để bị ngạn một lần nữa trở thành hỗn độn hải chúa tể. Hắn thái nhất đại đạo đột nhiên biến hóa, hóa thành thời không đại đạo, xé mở long hưng tự phá thành mảnh nhỏ thời không, hiện ra 120 triệu năm trước cổ lão hình ảnh. Đạo Kỳ Thiên, Quỳnh Hoa Đạo, Hoa Đạo chủ chắp hai tay sau lưng, đứng tại dưới cây hoa anh đào, thưởng thức hoa anh đào, thấp giọng cười nói, luôn có một chút tiểu bối cả gan làm loạn, coi là có thể lật trời, thật tình không biết mình đã ở trong kiếp vận, không cách nào thoát thân. Kiếp vận bên trong, nhảy càng vui mừng, chết càng nhanh. Lúc này một bóng người cao to chậm rãi đi tới, là một cái lão giả dâu đẹp. Huyền hồng đạo hiếu, hoa đạo chủ khóe mắt nhảy lên một chút, xoay người, trực diện vị lão giả này. chương 1455, Hàm Vĩ Chi xa. Lão giả dâu đẹp kia chính là huyền hồng đạo chủ, năm đó gọi huyền hồng tử, cũng là một vị huyết thống thuần chính bỉ ngạn thánh tộc. Huyền hồng đạo chủ ánh mắt rơi trên người hoa đạo chủ, từ từ nói, hoa đạo hiếu phong thái không giảm năm đó, đứng tại dưới cây hoa anh đào, lại để cho ta nhớ tới ngươi chặt cây hoa anh đào anh tư. Hoa đạo chủ sắc mặt như thường, cười nói ta chưa bao giờ chặt qua cây hoa anh đào, đây chẳng qua là mọi người nghe nhầm đồn bậy mà thôi. Nhưng thật ra là ta tại dưới cây hoa anh đào mộ đạo, nhưng gặp hoa dụng rực rỡ, bởi vậy ngộ ra một bộ phủ pháp. Dân ra, bị người truyền thuyết thành chặt cây hoa anh đào. Huyền Hồng nói, thế nhân cần thần thoại, cần tín ngưỡng, cho nên chúng ta bị ngạn liền vì bọn hắn tạo ra thần thoại, tạo ra tín ngưỡng. Hoa đạo hiếu, Người lạc anh thần phủ ở đâu? Hoa đạo chủ hai tay chống trơn, nói ta là đạo tôn gây thương tích, thần phủ lưu tại chỗ của hắn. Huyền hồng thở dài, quả là thế. Hứa ứng khôi phục ta lúc, người vốn có cơ hội xuất thủ thôi động linh tinh môn đến giết chết hứa ứng, nhưng ngươi lại chậm chạp không có động thủ. Ta khi đó không thể nghĩ rõ ràng, nhưng về sau tỉ mỉ nghĩ lại, liền biết ngươi tất nhiên là người bị thương nặng. Hoa đạo chủ lộ ra dáng tươi cười, nói, huyền hồng, người vẫn là như thế tự cho là đúng ta không giết hứa ứng, do hắn đưa ngươi khôi phục, chẳng lẽ liền không có khả năng là ta cần phải có người đến lưng đeo giết hại bỉ ngạn tu sĩ bêu danh. Huyền Hồng có chút không hiểu, Hoa đạo chủ cười nói, ta vốn là dự định khôi phục các ngươi, nhưng lần này khôi phục các ngươi cần hiến tế quá nhiều bỉ ngạn cao thủ. Lúc trước hay là tiểu đà tiểu nháo đưa một chút lòng đất dị tộc bất hủ lên đường liền có thể hoàn thành khôi phục, nhưng lần này hiến tế người phải chết cũng quá nhiều, mà lại trong đó không thiếu có người một nhà. Bêu danh này chính là ngay cả ta đều kiêng kỵ mấy phần. Hắn cảm khái nói: Ta nguyên bản định lưu tại nơi này dưỡng thương, để Lâm Đạo Hiếu là đạo hiếu đi làm, bọn hắn đến mang tiếng xấu. Nhưng hai vị này cũng là lão hồ ly, nếu hứa ứng chủ động tranh đoạt vũng nước đục này, như vậy ta sao không thuận nước đẩy thuyền để hắn mang trên lưng tàn sát bỉ ngạn tu sĩ bêu danh? Huyền Hồng đạo chủ trầm mặc một lát, nói kiếp vận đáng sợ như thế a? À. Hoa đạo chủ mỉm cười, kiếp số nếu không đáng sợ năm đó chúng ta lại tại sao tự giết lẫn nhau. Khi đó, chúng ta vì tiêu kiếp vận mà tương tàn, giết tới cuối cùng, chỉ còn lại có ba người. Huyền Hồng, người coi biết việc này, sao không hỏi nhiều. Huyền Hồng đạo chủ thở dài, nói ta lẽ ra không nên lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhưng là đạo huynh ngươi cầm giữ bỉ ngạn, sẽ chỉ làm bỉ ngạn càng ngày càng suy yếu. Hoa đạo chủ cười nói, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, vốn là nhân chi thường tình. Chỉ là ngươi là có hay không nghĩ tới, có lẽ thương thế của ta không có người tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Có lẽ, ta chỉ là bày ra địch lấy yếu, dẫn dụ địch nhân chủ động xuất thủ, ta chém giết đối phương, tiêu ta kiếp vận. Ánh mắt của hắn dần dần âm lãnh, nụ cười trên mặt hay là không thay đổi. Huyền hồng đạo chủ sắc mặt đột biến, đột nhiên hóa thành một đạo hỏa diếm cầu vồng, phá không mà đi. Nhưng vào lúc này, hoa đạo chủ sau lưng một đạo phủ quang bay ra, hướng cầu vồng chém xuống. Vệt ánh búa kia cũng không phải là pháp bảo, mà là thần thông, nhưng trí cương trí mãnh một bố chém xuống khóa chặt huyền hồng động lại thời không phù quang rơi xuống huyền hồng đạo chủ lập tức đầu một nơi thân một nẻo hóa thành một mảnh tiên thiên hỏa khí tiêu tán hoa đạo chủ ngạc nhiên đạo thân huyền hồng người khi nào cũng học được giảo hoạt như vậy rồi đạo kỳ thiên bên ngoài chân chính huyền hồng đạo chủ sừng sững ở trong tinh không cảm ứng được đạo thân của chính mình bị chém phun ra một ngụm trọc khí thấp giọng nói quả là thế hoa thịnh thịnh đích thật là cáo già, chỉ dựa vào ta một cái đấu không lại hắn. hắn rốt cuộc quyết định hướng thiên cảnh tiến đến, thầm nghĩ đạo tôn có thể dung nạp một cái kỳ thương như vậy cũng có thể lại dung nạp một cái huyền hồng. Long hưng tự bên trong Thái Nhất Đại đạo quân xé mở thời không chậm rãi khép kín, hứa ứng ngã vào Long hưng tự trong thời không, thân hình tại thời không sóc này, hậu phương chính là truy kích mà đến thần ma đại đạo quân cùng một đám kẻ đuổi giết, cũng ngã vào cái này hỗn loạn trong thời không đám người chỉ gặp vô số hình ảnh đập vào mặt, bọn hắn từ trong những hình ảnh này xuyên qua, tốc độ càng lúc càng nhanh. Đợi cho về sau, hình ảnh hợp thành một đường, rơi vào trong con người của bọn họ tựa hồ biến thành cái này đến cái khác vầng sáng, bọn hắn đang hướng trong vầng sáng rơi xuống, giống như là tiến vào luân hồi, nhưng mà cũng không phải. Sau một lúc lâu, bọn hắn rơi xuống tốc độ lúc này mới chậm rãi giảm bớt, một bước lại một bức tranh nghênh đón, cuối cùng cuối cùng một bức tranh đem bọn hắn đặt vào khung tranh, hết thảy trước mắt đột nhiên trở nên sắc thái phong phú lộng lẫy đứng lên. Hứa ứng rơi xuống đất, lập tức một tay tế lên hạnh hoàng kỳ, một tay nâng lên chuông lớn, đồng thời điều động hồng nguyên nghịch chứng đại đạo lục, chuẩn bị tùy thời ứng đối thần ma đại đạo quân công kích. Bá, hắn phi thân tiến vào trong hư không, biến mất không còn tâm tích, lúc trở ra, đã rời xa hắn dáng lâm chi địa ngàn vạn dặm. Hứa ứng thu hồi hạnh hoàng kỳ cùng chuông lớn, thay hình đổi dạng, bị ngạn thánh tộc hình thái, thầm nghĩ, không bằng trà trộn đám người, lường trước thần ma đại đạo quân cũng vô pháp nhìn thấu ta chờ một chút nơi này hay là long hưng tự sao hắn nhìn về phía bốn phía nhưng gặp đạo tuyết bay bay vương xuống tới những đại đạo này cho tàn phiêu phiêu đáng đáng bao trùm bỉ ngạn hứa ứng ngơ ngẩn ở đâu ra đạo hôi hắn ngẩng đầu ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía thiên ngoại rộng lớn vô ngần thiên cảnh đại lục đứng sừng sững ở thiên ngoại rộng rãi tĩnh mịch vô số ngôi sao tinh hà tại thiên cảnh trước mặt trở nên nhỏ bé không gì sánh được thiên cảnh mắc cạn hứa ứng trong lòng máy động xác thực nói ta đi tới thiên cảnh cùng bỉ ngạn mắc cạn sau nơi này đạo hôi nhưng thật ra là nhóm đầu tiên tiến về thiên cảnh cầu đạo giả học thành trở về đưa tới bỉ ngạn hạo kiếp khi đó bỉ ngạn thánh tộc vẫn chỉ là một đám mọi dợ chỉ có thô thiền nguyên thủy pháp môn tu luyện không có cao thâm công pháp đạo văn của bọn họ kết cấu còn 10 phần đơn sơ thiên cảnh mắc cạn phát sinh về sau bọn hắn tiến về thiên cảnh cầu đạo Thiên cảnh đạo tôn thế là đem cao thâm đạo pháp truyền thụ cho hắn bọn họ, bao quát Lý Văn. Bọn hắn học thành đằng sau trở lại bỉ ngạn, Lý Văn đã dẫn phát bỉ ngạn thiên địa đại đạo kịch biến, đem bỉ ngạn thiên địa đại đạo cải biến, biến thành thiên cảnh thiên địa đại đạo. Bỉ ngạn nhóm đầu tiên cầu đạo giả, mang về thiên cảnh văn minh, vốn cho rằng sẽ tạo phúc thế nhân, nhưng không ngờ mang đến một trận lớn lao tử vong. Hứa Ứng thầm nghĩ, dưới chân của hắn, hai cốt khắp nơi, nghĩ đến tử vong đã phát sinh rất lâu hứa ứng phóng tầm mắt nhìn tới vạn dặm không có người ở chết tại trận này bị ngạn trong hạo kiếp người nghĩ đến không thể so với tam giới năm đó người phải chết thiếu hứa ứng ngẩng đầu bị ngạn trên không nổi trôi một cái đầu đuôi đụng vào nhau đại bạch xà hình thành một cái vòng tròn lớn đại xà thô không biết mấy phần dài không biết bao nhiêu hình thành vòng tròn lớn bao phủ diện tích chỉ sợ so chư thiên thế giới còn muốn khổng lồ mấy phần đại xà ở trên bầu trời xoay tròn ánh mắt lại tại nhanh như trước chuyển động nhìn chăm chú lên bọn hắn. Con đại xà này hình thể thực sự khổng lồ, con mắt cũng như trên trời nhật nguyệt giống như lóa mắt. Nó ngay tại nuốt cái đuôi của mình, phảng phất muốn đem chính mình nuốt vào chính mình trong bụng. Nhưng mà nó mỗi nuốt vào một đoạn liền mọc ra một đoạn, tuần hoàn qua lại, vô cùng vô tận. Hứa ứng nhìn về phía con đại xà này, đột nhiên ngơ ngẩn, đầu đuôi đụng vào nhau, đây là thời không hoàn, luân hồi một loại. Ánh mắt của hắn chấp động, lòng hưng tự bên trong vị này đại đạo chi chủ, là thời không đại đạo đắc đạo. Lúc này, chỉ nghe một thanh âm nói, vị huynh đài này, hoa đạo hữu triệu tập tất cả tu sĩ, tham gia quỳnh hoa đảo đại hội, thương nghị hạo kiếp sự tình. Hứa ứng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp lúc tuổi còn trẻ la đạo chủ đón xe mà đến, dừng ở cách đó không xa. Hứa ứng ngơ ngẩn, la đạo chủ từ trên xe đứng dậy, cười nói, lần này cùng bàn đại sự, đạo hữu nếu có thể tồn tại đến nay, tu vi nhất định không thể coi thường, không bằng cùng xe tiến về. Hứa Ứng Quỷ Thần xui khiến nhẹ gật đầu, nói: "Đa Tạ đạo huynh." Hắn leo lên La đạo chủ xe kéo, hai người ngồi xuống, La đạo chủ cười nói: "Tại hạ họ La, tên Thế Tông. Xin hỏi các hạ tên họ?" Chương 1456. Hứa Ứng nói: "Tại hạ họ Ứng, tên một chữ một cái chữ Hứa." "La đạo huynh, lần này Hoa đạo, Hoa đạo huynh cùng bàn đại sự, xin hỏi là thương nghị việc đại sự gì?" Lúc tuổi còn trẻ La đạo chủ lắc đầu nói: "Hắn từ khi thiên cảnh trở về đằng sau, bộc phát hạo kiếp, một mực sầu não uất ức, lần này triệu tập chúng ta, hơn phân nửa là vì ứng đối hạo kiếp. Hứa ứng nhẹ nhàng gật đầu, là đạo chủ nói, ứng đạo hữu tuổi trẻ tu luyện là công pháp gì? Hứa ứng cười nói, ta tu hỗn tạp, thái nhất cũng tu luyện, luân hồi cũng tu luyện, nhân quả cũng luyện một chút. Trong đó luyện tốt nhất, hay là thời không đại đạo? Là đạo chủ kinh ngạc nói, người tu luyện những đại đạo này, trừ thời không bên ngoài, mặt khác đều là tiên thiên cửu đạo bên trong đại đạo. Chín loại đại đạo này, khó luyện vô cùng, hứa ứng cười nói ta chính là luyện lấy chơi đùa. Đạo tôn dậy nhiều lắm, ta liền luyện hơn nhiều, tiên thiên cửu đạo hoàn toàn chính xác rất khó, bất quá thời không đại đạo chẳng qua là cái cấp thấp đại đạo, cũng rất đơn giản, vừa học liền biết. Là đạo chủ cười nói, nơi nào có vừa học liền biết. Người hẳn là nói đùa, ứng đạo hiếu, thời không cao thâm mà chắc, chính là tiên thiên cửu đạo bên ngoài cường đại nhất đạo, thậm chí hoàn toàn cùng tiên thiên cửu đạo đặt song song Hứa ứng lắc đầu nói, là đạo hiếu, người không có tu hành qua thời không đại đạo, kiến thức quá nông cạn. Ta tu hành qua thời không đại đạo, tầm mắt kiến thức vượt qua người quá nhiều. Là đạo chủ có chút không vui, nói ta đối với thời không đại đạo cũng có hiểu biết, người ta không ngại lãnh giáo một chút. Hứa ứng cười nói, lĩnh giáo không dám nhận, người chỉ là có chút hiểu rõ mà ta lại là tạo nghệ cực sâu, ta chỉ điểm ngươi một chút là được. Người có vấn đề, không ngại thỉnh giáo ta, là đạo chủ hừ một tiếng, nói ta hỏi ngươi, tu luyện thời không đại đạo, có thể hay không trở lại quá khứ, thay đổi quá khứ. Có thể, hứa ứng quả quyết nói, là đạo chủ cười ha ha, ngươi rụt rè, thời không không thay đổi, hết thảy quá khứ, hết thảy quá khứ, không cách nào sửa đổi. Ngươi nói ngươi tinh thông thời không đại đạo, ngay cả đạo lý này cũng đều không hiểu. Hứa ứng mỉm cười, nói, là đạo hiểu, ta nói ngươi nông cạn, ngươi còn không phục. Ta hỏi ngươi, thời không đại đạo tu luyện tới đạo chủ cảnh, đạo chủ liền có thể nắm giữ thời không. Với hắn mà nói, quá khứ hiện tại tương lai, vũ trụ hồng nguyên thành trụ phôi không, đều tại hồng nguyên trong thời không này. Đúng hay không, là đạo chủ nhẹ nhàng gật đầu, nói, vâng, hứa ứng không nhanh không chậm nói, nếu vũ trụ hồng nguyên từ trong hỗn độn đản sinh một khắc kia trở đi nhất định liền muốn hủy diệt, quay về hỗn độn, như vậy thì nói rõ trong vũ trụ diễn sinh hết thảy đều sẽ hoàn lại nhân quả, không còn tồn tại. Không cách nào tại trong tịch diệt sống sót sinh mệnh, đều nhất định là hỗn độn, bởi vậy quá trình như thế nào cũng không trọng yếu. Hắn tinh tế phân tích, nói ra chính mình đối với thời không lý giải, nói nếu quá trình cũng không trọng yếu, như vậy tu luyện thời không đại đạo tồn tại, liền có thể thay đổi quá khứ tới giết người, đem một người từ trên dòng thời gian xóa đi. Nói bậy nói bạ, là đạo chủ còn chưa tới kịp nói chuyện, đột nhiên bên ngoài truyền tới một thanh âm tức giận, là đạo chủ vội vàng dừng xe, hướng ra phía ngoài nhìn lại cười nói, nguyên lai là thiên thành tử. Thiên thành tử, ngươi cũng là phó quỳnh hoa đảo tri hội hắn hướng hứa ứng nói vị này thiên thành tử là ta chi giao tinh thông thời không đại đạo ta thời không đại đạo chính là hướng hắn học ngươi lần này gặp được người trong nghề ngoài xe là cái trẻ tuổi thánh tộc một đầu tóc đen chuẩn bị dựng thẳng lên bộ dáng ở trong thánh tộc lộ ra có mấy phần thanh tú đối với la đạo chủ chẳng quan tâm đi về phía hứa ứng nói quá khứ nếu là có thể cải biến chẳng phải là nói tu thành thời không đại đạo đạo chủ có thể trở lại quá khứ, muốn giết ai liền giết ai. Hứa ứng mỉm cười, sâu xa khó hiểu, nói ta nói tới thời không luân hồi, là lấy một cái vũ trụ hồng nguyên sinh ra tịch diệt làm một năm, một năm một cái luân hồi. Nếu như thời không đại đạo chưa từng tu luyện tới từ thời không ngộ đạo luân hồi, lại từ luân hồi ngộ mộ đạo một cái năm luân hồi trình độ, như vậy liền không cách nào cải biến dòng thời gian. Cái kia gọi là thiên thành tử bị ngạn thánh tộc ngơ ngẩn. Hứa ứng dương mắt nhìn về phía ngoài xe, chỉ gặp đầu kia hàm vĩ chi xà vẫn như cũ treo ở trên trời, vô luận bọn hắn đi tới chỗ nào, hàm vĩ chi xà liền theo tới chỗ đó. Hắn thu hồi ánh mắt, lo lắng nói, nếu là vẻn vẹn thời không đắc đạo, tìm hiểu ra một chút luân hồi đại đạo gia lông, nhưng không thể luân hồi đắc đạo, khoảng cách khống chế một cái năm luân hồi còn rất xa xôi, không cách nào thay đổi quá khứ. Là đạo hiếu, thiên thành tử, ta nói đúng không có lý. Là đạo chủ lắc đầu nói, bị ngạn chưa tịch diệt từ đâu tới năm luân hồi. Ứng đạo hiếu, người lại đang chém gió. Hứa ứng ánh mắt chấp động, thầm nghĩ chẳng lẽ hắn thật là la đạo chủ. Hắn hoài nghi người này cũng không phải là la đạo chủ, mà là long hưng tự bên trong bị trấn áp tồn tại, nhưng là hiện tại xem ra la đạo chủ đối với thời không đại đạo lý giải rất là nông cạn. Cái này thiên thành từ đâu, có phải là hay không long hưng tự bên trong bị chấn áp tồn tại kia? Hứa ứng trần chờ một chút, nếu như thiên thành tử chính là Long Hưng tự bên trong cái kia khống chế thời không tồn tại, như vậy, trước mắt cái này là đạo chủ, là thật là đạo chủ A. À. Bọn hắn thật là đi quỳnh hoa đảo, tham gia một trận bỉ ngạn thời kỳ thái cổ thình hội. Hắn liếc qua bên ngoài, trên bầu trời hàm vĩ chi xa còn tại đi theo đám bọn hắn. Hàm vĩ chi xa là một loại luân hồi, ứng đạo hiếu, người nói rất có đạo lý. Thiên thành tử suy nghĩ một lát, hướng hứa ứng nói, bất qua lĩnh ngộ luân hồi đại đạo, làm đến luân hồi thành đạo liền có thể trở lại quá khứ giết người a à. Vẫn như cũ không có khả năng, hứa ứng mỉm cười nói, trong này còn liên lụy đến thời không đại nhân quả. Nếu như làm đến nhân quả đắc đạo, liền có thể tại trên dòng thời gian, gạt bỏ bất luận cái gì không cần thiết tồn tại người. Thiên thành tử nhíu mày, lẩm bẩm nói, trước thời không, lại luân hồi, sau nhân quả, mới có thể giết người, cái này cần lĩnh ngộ bao lâu. Hứa ứng cười nói, nếu là làm đến luân hồi nhân quả đắc đạo, tu thành đại đạo chi chủ, nắm giữ thời không, tiến về vũ trụ đản sinh điểm xuất phát, nhìn hồng nguyên bộc phát, tiến về vũ trụ tịch diệt điểm cuối cùng, nhìn hồng nguyên dập tắt. Chẳng phải là càng thêm tiêu dao thiên thành tử lắc đầu, trong mắt lóe lên một vòng lệ khí, nói ta chỉ muốn giết người. Lúc này, là đạo chủ vui vẻ nói, Quỳnh Hoa đảo đến. Hứa ứng nhìn lại, chỉ gặp đen kịt trong biển rộng, Quỳnh Hoa đảo như là đen hải minh châu, tản ra dạng rỡ hào quang, cực kỳ chói mắt. Đang có rất nhiều xe kéo, thuyền từ không trung bay tới, tiến vào Quỳnh Hoa Đảo, còn có cửa thú đi ở không trung, hướng Quỳnh Hoa Đảo bay đi. Hứa ứng hết nhìn đông tới nhìn tây, đột nhiên nhìn thấy thần ma đại đạo quân bọn người, không khỏi sắc mặt đột biến, bỗng nhiên thầm nghĩ, ta hiện tại thay đổi dung mạo, thần ma đại đạo quân chưa hẳn có thể nhận được ta. Thần ma đại đạo quân liếc thấy bọn hắn chiếc xe này liến, cũng không nhịn được sắc mặt kịch biến, vội vàng lẫn vào đám người, trong lòng thình thịch đập loạn. Thiên thành tử, Long Hưng tự đạo chủ thiên thành tử, ngay tại la đạo chủ trên xe, tên này đem chúng ta tất cả mọi người vây ở chỗ này, mưu đồ làm loạn. Chờ một chút, hứa ứng vì sao cũng tại trên chiếc xe kia. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp không chung cũng có một đầu hàm vĩ chi xa. Thái nhất đại đạo quân lúc này cũng tới đến Quỳnh Hoa Đảo, kinh ngạc nhìn xem hứa ứng cùng la đạo chủ, thiên thành tử cùng xe mà qua. Hứa ứng nhanh như vậy liền cùng thiên thành tử hòa mình rồi. Hắn kinh ngạc không thôi, thiên thành tử hình như có cảm giác, nhìn về phía này, thái nhất vội vàng tránh đi. Đợi cho xe kéo qua đi, Thái nhất đại đạo quân mới thư một hơi, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp hắn trên bầu trời cũng có một đầu hàm vĩ chi xà. Đi vào quá khứ thời không tất cả mọi người, đỉnh đầu đều có một đầu hàm vĩ chi xà. Hiện nay trời nghiêm trọng kẹt văn, chỉnh lý phó bản tư liệu mới tính vượt qua kiểm tra. Ban đêm đừng đợi, chương 1457, trở lại quá khứ tạo phản. Bị cuốn vào long hưng tự cao thủ đông đảo, trong đó đại bộ phận đều là đạo cảnh bát trọng chỉ có hơn 10 người là bất hủ, chân vương cùng đạo quân. Nhưng lúc này chính vào 120 triệu năm trước thời khắc, khi đó bị ngạn tu vi cao nhất, cũng bất quá là đạo cảnh bát trọng cửu trọng. Nếu là chúng ta lúc này xử lý hoa đạo chủ, lâm đạo chủ cùng la đạo chủ, phải chăng liền có thể thay vào đó. Có người dục dịch, cười nói, coi như không thể giết chết bọn hắn, xử lý hậu thế mặt khác đạo chủ, không thể nói trước chúng ta cũng có thể có được đắc đạo cơ duyên. Lời vừa nói ra, rất nhiều người đều động tâm tư bọn hắn như là đã thông qua long hưng tự trở lại quá khứ như vậy nhân cơ hội này diệt trừ những này chiếm cứ ở thượng vị từ đầu đến cuối không xuống lão già chính mình ngồi vào thượng vị đi trở thành lão già chẳng phải là rượu quá thay hoa thịnh thịnh lâm truyền đình la thế tông vào lúc này cũng không phải đạo chủ kia thích hợp mà thay vào thần ma đại đạo quân cũng phát giác được những người này dục dịch không khỏi lắc đầu lại nhìn một chút đầu kia hàm vĩ chi xà trong lòng ẩn ẩn có chút bất an con rắn này là đại đạo ngưng tụ mà thành, tích chứa trong đó ảo diệu ta cũng xem không hiểu, nhưng có thể nhìn ra chất chứa thời không luân hồi ảo diệu. Thiên thành tử rốt cuộc muốn làm gì? Đúng lúc này, thần ma đại đạo quân đột nhiên thấy được lúc tuổi còn trẻ chính mình, không khỏi trong lòng phanh phanh đập mạnh. Ta lúc này đi qua, gặp được chính ta, ta là sẽ biến mất hay là sẽ cùng ta cùng tồn tại? Ta của quá khứ, là trên vật chất ta hay là nguyên thần bên trên ta? Nếu là trên vật chất ta, như vậy ta cái gì đều không có biến mà bây giờ ta cùng quá khứ không giống với nếu là trên vật chất ta thay đổi nguyên thần bên trên ta chưa biến như vậy ta vẫn là ta a à. hắn trong lúc nhất thời có chút mơ hồ thầm nghĩ ta nếu là giết chết năm đó ta hiện tại ta sẽ biến mất a à. ta nếu là nói cho năm đó ta tu luyện như thế nào hiện tại ta sẽ lập tức biến thành đại đạo chủ a à. hắn trong lúc nhất thời ngơ ngơ ngác ngác trù trừ không tiến một bên khác thái nhất đại đạo quân cũng nhìn thấy lúc tuổi còn trẻ chính mình thời điểm đó Thái Nhất đã là một cái lão thành ổn trọng thanh niên, cùng hiện tại Thái Nhất một dạng lão thành ổn trọng. Ta nếu là đi qua, nói cho khi đó ta tương lai đi hướng, phải chăng có thể tránh cho phát sinh rất nhiều chuyện. Trong lòng của hắn ngơ ngác, đời này của hắn có rất nhiều tiếc nuối, những tiếc núi này quanh quẩn lấy đạo tâm của hắn, giống như lại yên lặng ở dưới đáy nước cát, nhớ tới lúc liền nổi lên đục ngầu, thật lâu mới lại lần nữa rơi xuống. Nếu là đây hết thảy tiếc nuối, không cần phát sinh đâu. Có lẽ, ta sẽ có tốt hơn xử lý người thiên cảnh phương thức, có lẽ năm đó kiếp vận liền sẽ không bộc phát, có lẽ cùng thông thiên một trận chiến ta không thất bại, có lẽ hạo dập cũng không cần chết. Hắn trần chờ một chút, hay là cất bước đi hướng lúc tuổi còn trẻ chính mình. Hắn muốn thử một lần, có thể hay không thay đổi quá khứ. Quá khứ của ta, đối với ta của quá khứ tới nói, thì là chưa phát sinh tương lai. Với hắn mà nói, tương lai có thể cải biến, trong lòng của hắn một mảnh sốt ruột hứa ứng thì đáp lấy là đạo chủ xe kéo đi vào hoa đạo chủ ở trí nhân điện la đạo chủ không có chờ đợi thông báo liền nhanh chân xông vào cười nói hoa đạo hiếu hôm nay ta gặp hai vị hảo bằng hiếu nhất định phải dẫn tiến cho ngươi hứa ứng đi theo thiên thành tử đi vào trong lòng hiếu kỳ nói ta nếu là thật sự trở lại quá khứ thay đổi quá khứ như vậy hoa đạo chủ cùng la đạo chủ khẳng định nhận ra ta nhưng mà bọn hắn không nhận ra ta như vậy nói rõ ta ngụy trang rất khá niềm tin của hắn tràn đầy thầm nghĩ một khả năng khác chính là chúng ta chưa có trở lại quá khứ nhưng điều đó không có khả năng hoa đạo chủ lúc này cũng lộ ra cực kỳ tuổi trẻ dáng người thẳng tắp cũng vô hậu đến động một tí chém người hung ác lão giả bộ dáng hắn cai chán rất rộng rất cao lộ ra rất có trí tuệ nghênh gặp hứa ứng cùng thiên thành tử ánh mắt chấp động cười nói thiên thành tử tu luyện thời không đại đạo hoa mỗ nổi tiếng lâu vậy hôm nay rốt cục có thể thấy một lần hy vọng hy vọng thiên thành tử không mặn không nhạt trả lời một câu. Hoa đạo chủ lơ đánh, nhìn về phía hứa ứng, nói ứng đạo hữu lại là thanh danh không hiệt, lúc trước chưa từng nghe thấy các hạ danh hào. Là đạo chủ kinh ngạc vạn phần, nói, đạo hữu chưa nghe nói qua ứng đạo hữu Ta còn tưởng rằng là ngươi mời hắn tới, cho nên mới một đường đồng hành. Hoa đạo chủ nhìn xem hứa ứng, giống như cười mà không phải cười nói, ta mặc dù giao du rộng lớn, nhưng lại chưa từng nghe nói qua ứng đạo hữu danh hào, càng chưa từng mời hắn đến đây là đạo hữu gần nhất ở trên đảo nhiều hơn rất nhiều khuôn mặt xa lạ, không thể không phòng. Là đạo chủ cười nói, nhưng là ứng đạo hữu lại không phải ngoại nhân. Hắn cùng chúng ta một dạng, cũng là đi theo đạo tôn cầu học, hắn tu luyện là tiên thiên cửu đạo, tự xưng tại thái nhất, nhân quả, luân hồi trên có không ít tạo nghệ. Hắn một bên nói, một bên chuyển bước, lặng yên phong tỏa hứa ứng đường lui. Hai người hợp kích chi thế đã thành vì thời có thể lấy triển khai công kích. Hứa ứng lơ đánh, Do hỏi, hai vị hẳn là hoài nghi ta lai lịch. Hoa đạo chủ nói, tiên thiên cửu đạo, người tu luyện rất ít, tu luyện thái nhất đại đạo người ta liền nhận ra, đạo này tiến hành tu hành cực kỳ chậm chạp, thành tựu không cao. Giống ngươi như vậy, đồng thời tu luyện ba loại cao đẳng đại đạo, thực sự hiếm thấy. Là đạo chủ nói, mà lại năm đó tại đạo tôn bên người người tu hành tuy nhiều, nhưng mỗi người ta đều gặp, duy chỉ có không nhớ rõ có ngươi. Ngươi đến cùng là ai? Hoa đạo chủ tiến lên trước một bước, lấy tay là dìu, hướng hứa ứng chém xuống hắn vừa động thủ hứa ứng liền nhìn ra tu vi của hắn hoàn toàn chính xác không thể coi thường đã tu thành bất hủ cảnh mặc dù chỉ là sơ kỳ nhưng vẫn như cũng có được không ít chiến lực hoa đạo chủ sở tu cầm đại đạo cũng là một loại cực kỳ cao đẳng đại đạo lực đạo vạn vật đều có lực đơn giản người bình thường có thể nhấc lên nặng mấy chục cân vật hạt giống nảy mầm có thể phá đất mà lên tinh thần địa tử nguyên lực cùng duy trì tinh hà vận hành lực lượng nguyên tử còn có nhỏ bé nhất vật chất ở giữa lực kéo sức đẩy, đều là thuộc về lực. Hắn lực bá đạo không gì sánh được, dìu có khai thiên tích địa chi thế, đánh xuống một đòn, hứa ứng thậm chí cảm ứng được chính mình bốn bề hư không đã bị bổ ra tam thập trọng nhiều. Đem lực đạo tu luyện tới loại trình độ này, quả thực không thể coi thường. Lực đạo loại này không đáng chú ý đại đạo, cũng không thể khinh thường. Hứa ứng nghĩ tới đây, thôi động bất hủ bát pháp đệ nhất pháp tích địa, nghênh tiếp hoa đạo chủ thần phủ tích địa pháp năm đó bị hứa ứng khai sáng ra đến, chỉ là đối với vu thần đạo quân bắt trước, nhưng hắn hiện tại tầm mắt kiến thức tu vi nội tình, đều đã siêu việt vu thần. Hắn thi triển ra tích địa pháp, so vu thần cũng có hơn chứ không kém. Phủ quang nghênh tiếp phủ quang, sau một khắc, hoa đạo chủ thần phủ phá toái, sắc mặt không khỏi đột biến, lảo đảo lui lại. Hứa ứng nhưng trong lòng thầm khen một tiếng, có thể tại bỉ ngạn thời đại thái cổ liền tu thành đạo chủ tồn tại, quả nhiên ghê gớm. Chỉ dựa vào một loại không quá xuất chúng đại đạo, liền có thể để cho mình tu vi đạt tới đạo quân cấp độ, không thể khinh thường. Hoa đạo chủ mặc dù bị thua, nhưng lại thắng được tôn trọng của hắn. Trong lòng của hắn còn có một tia buồn bực, cái này hoa đạo chủ thực lực, quả thực phi phàm, chẳng lẽ ta thật trở về quá khứ. Cùng lúc đó, là đạo chủ đã xông về phía trước, đạo tự thân lực ngưng tụ, hóa thành một tòa bảo tháp, hướng hậu tâm hắn ẩm vang đè xuống. chương 1458, hứa ứng lui về phía sau, lấy nhục thân đối cứng hắn phong nhã tháp, bảo tháp ẩm vang phá toái. Hứa ứng sắc mặt biến hóa, cảm giác được phía sau lưng ẩn ẩn làm đau, thầm nghĩ cái này là đạo chủ chỉ sợ cũng là đạo quân cấp thực lực. Bọn hắn hẳn là vừa mới tu thành bất hủ cảnh, liền có được đạo quân chiến lực, không hổ là có thể còn sống đến bây giờ đạo chủ. Làm hắn khâm phục chính là, hai người này hẳn là còn không có thu hoạch đại thiên vũ trụ, thế mà liền có thực lực thế này. Bọn hắn thu hoạch đại thiên vũ trụ về sau, trở thành đại đạo chi chủ, thực lực nên đáng sợ đến bực nào. Hứa ứng thầm nghĩ, hoa, là hai người so với hắn còn khiếp sợ hơn. Hai người bọn họ là sớm nhất tu thành bất hủ cảnh bị ngạn cao thủ, lần này triệu tập tất cả mọi người, tại Quỳnh Hoa đảo tụ hội, chính là muốn mượn cơ hội này, ngồi vững bọn hắn lãnh tụ vị trí, xử lý một việc đại sự. Bọn hắn tự nghĩ cứ việc còn có những người khác chứng được bất hủ, nhưng luận thực lực, hẳn không có người có thể cùng bọn hắn sánh vai. Nhưng mà không ngờ tới là, cái này không có danh tiếng gì ứng hứa, đánh bại bọn hắn vẻn vẹn chỉ cần một chiêu. Hoa, la hai người còn chưa tới kịp nói chuyện, đột nhiên một cây trường thương xâm nhập mà đến, trường thương bá đạo không gì sánh được, trong tích tắc, hứa ứng trước trước sau sau, trái trái phải phải, khắp nơi đều là trường thương đâm tới cảnh tượng. Thanh trường thương kia run run thời điểm, thương hoa ở giữa liền hiện ra từng cái chư thiên thế giới cảnh tượng, chất chứa một thế giới uy lực. Bực này tinh diệu thương pháp, đúng là hiếm thấy. Hứa ứng điều động sát phạt chi khí, một chỉ làm kiếm, một chỉ chặt đứt mũi thương, đầy trời thương ảnh biến mất. Sau một khắc, hắn đầu ngón tay đã đi tới người tới mi tâm, chỉ cần kiếm khi phóng thích, liền có thể đem người tới đầu lâu xuyên thủng. Thủ hạ lưu người, hoa, la hai người vội vàng nói, hứa ứng thu chỉ, nhìn về phía người tới, chính là tương lai bị ngạn tam đại đạo chủ bên trong một vị khác, lâm truyền đình lâm đạo chủ. Lâm đạo chủ sắc mặt trắng bệch, kinh nghi bất định, hoa đạo chủ liền vội vàng tiến lên, cười ha ha nói, lâm đạo hiếu, vị này là ứng hứa ứng đạo huynh không phải địch nhân chúng ta vừa rồi chỉ là luận bàn một chút mà thôi lâm đạo chủ thở phào một cái vội vàng hướng hứa ứng bồi tội nói nguyên lai là đáp huynh đáp huynh thân này tu vi quả thực kinh thiên động địa ta vốn cho là chính mình đột phá đến bất hủ cảnh có thể có thành tựu chưa từng nghĩ so đạo huynh hay là xa xa không kịp hứa ứng cười nói người không biết không tội ba vị đạo hiếu ta người này không tốt danh lợi cũng không quen giao tế năm đó đạo tôn truyền đạo lúc, ta lẫn mất xa xa, chăm chú tìm hiểu, cùng các ngươi sơ viễn, là ta không đúng. Còn xin ba vị đạo hữu thứ lỗi, hoa, lâm, là ba người vội vàng nói không dám. Hứa ứng nhìn xem ba người này, lòng ngứa ngáy khó nhịn, thầm nghĩ ta lúc này xuất thủ xử lý bọn hắn, phải chăng có thể thay đổi tương lai. Hắn có thể nhìn ra được, lúc này hoa, lâm, là ba người, kỳ thật thực lực tu vi đều không phải là như thế nào cường hoành. Lấy thực lực của hắn bây giờ, xử lý ba người cũng không khó khăn hứa ứng ngay tại suy nghĩ thiên thành tử dò hỏi hoa đạo hữu lần này triệu tập chúng ta cần làm chuyện gì có thể trước lộ ra một chút hoa đạo chủ ánh mắt rơi trên người hứa ứng cười nói hoàn toàn chính xác có đại sự thương lượng chúng ta lúc trước lo sợ bất an luôn cảm thấy trận này đại sự rất khó làm được dứt khoát xinh đẹp nhưng là có đáp huynh tại chúng ta liền có hoàn toàn chắc chắn lâm đạo chủ cười nói việc này không phải đáp huynh không thể đáp huynh làm lãnh tụ của chúng ta, chúng ta đều tâm phục khẩu phục. Hứa ứng nguyên bản định hiện tại liền động thủ giết chết bọn hắn, nghe vậy ngược lại là động lòng hiếu kỳ, dò hỏi, chư vị, đến cùng ra sao sự tình trịnh trọng như vậy. Hoa đạo chủ sắc mặt nghiêm nghị, ho khan một cái, trầm giọng nói, thiên cảnh đạo tôn truyền thụ cho chúng ta lý văn cùng đạo pháp thần thông, nhìn như cho chúng ta tốt, nhưng kỳ thực sắp tâm hại người. Hứa ứng nao nao, nghẹn ngào cười nói, đạo tôn truyền thụ cho chúng ta lý văn cùng đạo pháp thần thông, giúp bọn ta đi ra mông muội nói thế nào giáp tâm hại người. Hoa đạo chủ cười lạnh nói, hắn không có nói cho chúng ta biết, Lý Văn sẽ cải biến chúng ta nơi này thiên địa đại đạo. Hắn sớm đã biết, chúng ta mang theo Lý Văn trở về bản thổ lúc, liền sẽ gây nên một trận thiên địa hảo kiếp. Nhưng là hắn nhưng không có nói cho chúng ta biết, đến mức chết nhiều như vậy tộc nhân. Trận thiên tai này, kéo dài hơn một triệu năm, vẫn là không có đình chỉ. Thù này, há có thể không báo. Là đạo chủ lớn tiếng nói, hoa đạo hữu nói đúng. Khoản này huyết hải thâm cừu, nhất định phải báo. Nợ máu, trả bằng máu. Hứa ứng cao mày nói, nếu như đạo tôn thật sắp tâm hại người, vì sao còn muốn truyền thụ cho chúng ta chân truyền. Hắn truyền thụ, không giữ lại chút nào, thậm chí ngay cả tiên thiên cửu đạo Pháp môn tu luyện đều truyền thụ đi ra. Hoa đạo chủ nói, đây cũng là hắn đa mưu túc trí chỗ. Hắn truyền thụ chân Pháp, chỉ là vì kéo dài thời gian. Chúng ta mắc cạn đến thiên cảnh, hai cái vũ trụ gặp phải bọn hắn bởi vì đại đạo triều tịch mà đã mất đi đạo lực chúng ta thiên địa đại đạo vẫn còn tại hắn chỉ cần hủy đi chúng ta thiên địa đại đạo lâm đạo chủ nói hắn truyền thụ cho chúng ta chân pháp dùng lý văn phá hủy chúng ta thiên địa đại đạo biến thành thiên cảnh thiên địa đại đạo bọn hắn thì có thể tại chúng ta vũ trụ sinh tồn tại chúng ta vũ trụ tu luyện la đạo chủ nói đây cũng là tu hú chiếm tổ chim khách độc kế gần nhất chút năm đã có không ít người thiên cảnh di chuyển đến chúng ta nơi này tại chúng ta nơi này tu luyện. Cứ thế mãi, chúng ta ngay cả nhân chủng đều sẽ bị bọn hắn thay thế. Hoa đạo chủ nói, bây giờ người thiên cảnh di chuyển, chính là một cái dấu hiệu. Đại biểu cho chúng ta vũ trụ thiên địa đại đạo bị thay đổi được cùng thiên cảnh không sai biệt lắm, bước kế tiếp, chỉ sợ đạo tôn các loại đạo chủ liền sẽ đi vào chúng ta nơi này lại tu luyện từ đầu, trở thành chúng ta vũ trụ chúa tể. Ba vị tuổi trẻ bất hủ ngươi một lời ta một câu, đem riêng phần mình giàu dĩ nói ra. Chỉ có thiên thành tử đứng ở một bên, cũng không chen vào nói. Hứa ứng ngơ ngẩn, chẳng lẽ năm đó thiên cảnh đạo tôn, thật sự có loại dự định này. Dương nằm chi bên cạnh há lại cho người khác ngủ ngáy. Hoa đạo chủ gióng giạc, lớn tiếng nói, đạo tôn âm mưu đã đạt được hơn phân nửa, nhưng là có chúng ta ở đây, liền quả quyết không cho phép hắn bước vào chúng ta vũ trụ nửa bước. Đáp huynh, bản lãnh của ngươi chúng ta đều là tâm phục khẩu phục, hôm nay ngươi chính là lãnh tụ của chúng ta, xuất lĩnh chúng ta, giết tới thiên cảnh, giết sạch người thiên cảnh hứa ừ, ứng trong não ẩm vang chẳng lẽ ta là cái kia suốt lĩnh bỉ ngạn cường giả diệt đi thiên cảnh đao phủ la đạo chủ khí huyết dâng lên cắn răng đè thấp tiếng nói nói chúng ta kế hoạch này nói ra nhất định sẽ lọt vào rất nhiều người phản đối những người này tuy là chúng ta đồng tộc nhưng đối với đạo tôn trung thành tuyệt đối đã biến thành trong tộc chúng ta phản đồ hoa đạo hữu lần này đem bọn hắn mời được ở trên đảo đến chính là muốn đem những người này một mẻ hốt gọn lâm đạo chủ hưng phấn đến con mắt đỏ lên nói lần này chúng ta liền đem bọn hắn giết sạch. Lại giết tới bỉ ngạn, vì cái này hơn một triệu năm qua, tất cả chết oan tộc nhân báo thù. Ba người ánh mắt rơi trên người hứa ứng, chăm miệng một lời, đáp huynh, ý của ngươi như nào. chương 1459, Quỳnh Hoa đảo đồ sát. Đây là giả, đây là huyến tượng, là Long Hưng tự vị kia đạo chủ điều động thần thông chế tạo một trận huyến tượng. Hứa ứng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng lại biết đây cũng không phải là huyến tượng. Huyến tượng mà nói, hoa, lâm, là ba người không có khả năng có được như vậy tinh xảo đạo Pháp, nhất là hoa đạo chủ trên lực chi đạo tạo nghệ, càng là ở trên hứa ứng. Huyến tượng mà nói, không có khả năng đem không biết đại đạo ảo diệu cũng hiển hiện ra. Bởi vậy, ta thật trở về quá khứ, còn trở thành hoa đạo chủ lâm đạo chủ cùng la đạo chủ đạo huynh của bọn họ, đang chủ trì một trận nhằm vào người thiên cảnh cùng thiên cảnh đạo tôn diệt tuyệt kế hoạch. Hứa ứng vẫn còn có chút khó có thể tin, nhưng là mình đã quỷ thần xui khiến vật đầu đáp ứng, muốn xuất lĩnh hoa, la lâm bọn hắn tạo phản xử lý trong tộc đàn những cái kia duy trì thiên cảnh phản đồ giết tới thiên cảnh thế nhưng là ta nếu là thật sự kinh lịch những này vì sao trong tương lai không có bất kỳ người nào nhớ kỹ ta cái này dẫn đầu đạo huynh ta hẳn là so hoa la lâm bọn hắn còn muốn phong quang tỏa trấn tại đạo kỳ thiên tầng chót nhất người kia hẳn là ta hứa ứng nháy mắt mấy cái thật chẳng lẽ có một cái chính mình giờ phút này đang tỏa trấn tại đạo kỳ thiên tầng cao nhất thu gặt lấy đại thiên vũ trụ không đúng nếu nói như thế, hoa đạo chủ lâm đạo chủ bọn hắn hẳn là đã sớm đem ta nhận ra. Chẳng lẽ ta biến thành bỉ ngạn thánh tộc bộ dáng, trở nên quá giống như thật. Hắn lắc đầu, hoa, lâm, la giờ phút này đã đi ra trí nhân điện, lặng lẽ liên lạc ở trên đảo cao thủ khác, tìm kiếm cùng chung trí hướng người, chuẩn bị tại thịnh hội thời điểm động thủ giết người. Hứa ứng thì tại suy nghĩ chính mình là có hay không trở lại quá khứ, đột nhiên thiên thành tử thanh âm truyền đến, ứng hứa, trên đường tới, người luôn miệng nói quá khứ có thể cải biến, ta một mực tại tìm kiếm loại pháp môn này. Như lời người nói cải biến lịch sử biện pháp, thật có thể được sao? Hứa ứng xoay người lại, ánh mắt rơi vào trên người hắn, cười nói quả nhiên là người đang dở trò. Ta hiện tại là tại trong huyễn tượng, đúng hay không? Thiên thành tử sắc mặt đạm mạc nói, không phải, chúng ta thật tại 120 triệu năm trước đó. Trận chiến này, gọi Quỳnh Hoa Đảo đồ sát, là bị ngạn kiếp vận mở đầu. Hứa ứng nháy mắt mấy cái, người nói thiên thành tử đây là ngươi lần thứ mấy thí nghiệm ngươi là có hay không thành công sửa lại lịch sử thiên thành tử sắc mặt đột biến thái nhất đại đạo quân đứng tại lúc tuổi còn trẻ trước mặt mình lúc tuổi còn trẻ thái nhất cũng nhìn trước mắt chính mình thần sắc có chút hoảng hốt không sai đều là một bộ dáng vẻ lão thành ta từ tương lai mà tới thái nhất đại đạo quân mở miệng nói là của ngươi tương lai không biết ngươi tin hay không tin tuổi trẻ thái nhất nói thái nhất đại đạo quân lộ ra dáng tươi cười Nói ta cảm thấy, chúng ta nên nói một chút. Hai người cùng nhau mà đi, tìm được Quỳnh Hoa đảo một chỗ yên lặng địa, Thái Nhất Đại Đạo quân bố trí xuống phong ấn, thế là đem chính mình trưởng thành trên đường những tiếc núi này dần dần nói thẳng ra. Ta cái thứ nhất tiếc núi, là không thể ngăn cản trận này Quỳnh Hoa đảo thịnh hội, trận thịnh hội này chính là bỉ ngạn kiếp vận mở đầu. Thái Nhất Đại Đạo quân nói, hết thảy đều khởi nguồn ở đây. Nhưng nếu không có Quỳnh Hoa đảo thịnh hội, liền không có phía sau đại đồ sát liền sẽ không kế thừa thiên cảnh kiếp vận. Hoa đạo chủ bọn người chính là tại trong trận thịnh hội này, định ra diệt tuyệt thiên cảnh kế sách. Tuổi trẻ thái nhất lẳng lặng nghe, không có chen vào nói. Thái nhất đại đạo quân đem chính mình suốt đời tiếc nuối từng cái nói xong, tuổi trẻ thái nhất nói, hiện tại chính là Quỳnh Hoa Đảo thịnh hội, nếu là có thể cải biến tương lai, lấy thực lực của ngươi, tự nhiên có thể cải biến. Thái nhất đại đạo quân ngơ ngẩn, nhìn xem hai tay của mình, thấp giọng nói, hiện tại ta liền có thể thay đổi quá khứ. Tuổi trẻ thái nhất nói, ta mặc dù nghe không hiểu ngươi nói rất nhiều chuyện, nhưng ngươi trịnh trọng như vậy việc, nhất định rất trọng yếu. Đã ngươi đã làm ra quyết định, lại thân ở nơi đây, cần gì phải gửi hy vọng ta của quá khứ cải biến tương lai, mà không tự mình đi làm. Thái nhất đại đạo quân tâm thần hơi rung, chậm rãi gật đầu, thanh âm khàn khàn nói chính ta đi làm. Hắn đứng dậy, tán đi phong ấn, lúc này, thần ma đại đạo quân lấy hết dũng khí, đi vào lúc tuổi còn trẻ bên cạnh mình, Nói ta nếu nói ta chính là tương lai ngươi ngươi tin không? Tuổi trẻ đại đạo quân sắc mặt nghiêm nghị, nói ta nếu nói ta là cha ngươi, ngươi tin không? Thần ma đại đạo quân giận tím mặt, hận không thể xử lý lúc tuổi còn trẻ chính mình. Sau một lúc lâu, tuổi trẻ đại đạo quân bị đánh đến mặt mũi bầm dập, nằm trên mặt đất dẫy ruộng, lại không đứng dậy được. Thần ma đại đạo quân ngồi chồm hổm ở trước mặt của hắn, hai khuỷu tay gác ở trên đầu gối, nói hiện tại ngươi nên tin tưởng a. À. Tuổi trẻ đại đạo quân khúng núm đột nhiên nói ta hiện tại nếu là tự vẫn mà nói, có phải hay không là ngươi liền sẽ biến mất. Thần ma đại đạo quân thầm nghĩ, ta lúc tuổi còn trẻ, chính là như thế làm cho người chán ghét a. Đi theo ta, ta truyền cho ngươi ta suốt đời lĩnh ngộ. Thần ma đại đạo quân đứng dậy, nói, lúc này ngươi có được ta lĩnh ngộ, ta nhất định có thể nhẹ nhõm chứng được đạo chủ vị trí. Chí nhân điện bên trong, hứa ứng trên mặt dáng tươi cười, nhìn xem thiên thành tử sắc mặt, cười nói thiên thành tử, ngươi chính là long hưng tự chi chủ, đúng hay không? Năm đó người chết tại hoa đạo chủ chi thủ, tại trước khi chết một khắc này, liền muốn trở lại quá khứ, thay đổi quá khứ. Cho nên người trở lại 120 triệu năm trước Quỳnh Hoa Đảo Thịnh Hội. Người muốn ở chỗ này xử lý hoa đạo chủ, hắn thản nhiên nói, nhưng mà người lại phát hiện, người coi như trở lại quá khứ, cũng vô pháp thay đổi quá khứ. Nghĩ đến, người đã ở chỗ này ám sát hoa đạo chủ không biết bao nhiêu lần, từ đầu đến cuối không thể giết chết hắn. Hắn đoán ra nơi này chân tướng, nói, ngươi không thể trở về về hiện thế, trở về hiện thế, ngươi liền sẽ tử vong, bởi vậy ngươi chỉ có thể một lần lại một lần tái diễn thí nghiệm, nhất định phải diệt trừ hoa đạo chủ. Thiên thành tử lắc đầu nói, ứng hứa, ngươi đoán đúng hơn phân nửa, ta đích xác muốn về đến quá khứ, nhưng ta không phải là muốn trừ hết hoa đạo chủ. Hứa ứng ngơ ngẩn, thiên thành tử nói, ta là muốn diệt trừ quỳnh hoa đảo tất cả mọi người. Hứa ứng chừng to mắt, diệt trừ tất cả mọi người. Thiên thành tử nói, ta đích xác bị hoa thịnh thịnh trọng thương, ở vào thời khắc sinh tử. Hắn lấy lực chứng đạo, đã tu luyện tới đắc đạo tình trạng, là lực chi đạo đại đạo chi chủ. Hắn không đơn thuần là bị ngạn đại đạo chi chủ, cũng là 256 tòa vũ trụ lực đạo chi chủ. Hắn vẫn lạc thời đại kia, bị ngạn danh nghĩa đã có 256 tòa vũ trụ, mặc dù không có bây giờ đại thiên vũ trụ số lượng nhiều, nhưng hoa đạo chủ chiến lực đã không thể coi thường. Thiên thành tử tiếp tục nói, ta bất đắc dĩ, trở lại quá khứ, cũng chính là bị ngạn kiếp vận mở ra sơ đoan một ngày này hòa đạo chủ liên hợp chúng ta giết chết mặt khác đi gặp người chính thức mở ra bỉ ngạn kiếp vận. hứa ứng suy tư nói các hạ có ý tứ là người tới ra tay giết chết ở trên đảo tất cả mọi người liền có thể ngăn chặn kiếp vận. thiên thành tử thản nhiên nói không sai năm đó bỉ ngạn trận đầu kiếp vận bộc phát ta liền phát giác được không đúng bỉ ngạn rõ ràng còn là một cái mới phát vũ trụ kiếp vận làm sao lại bộc phát đến sớm như vậy ta lần lượt tìm kiếm lịch sử trở lại quá khứ rốt cuộc phát hiện, hôm nay thịnh hội, mới là bị ngạn kiếp vận đầu nguồn. Hứa ứng phỏng đoán nói, người thấy đạo chủ bọn họ tự giết lẫn nhau, các người giống như là bị phơi khô con thỏ, bị hoa, lâm, là ba người chứa đựng đứng lên, người cảm thấy chỉ cần trở lại quá khứ, giết chết bọn hắn, bị ngạn liền sẽ không kinh lịch kiếp vận. Đúng hay không, chương 1460, thiên thành tử nói, người rất thông minh, hứa ứng nói, thế nhưng là, nếu như sự thật quả thật như hoa đạo chủ lời nói, Đạo Tôn các loại đạo chủ muốn tới đến Bỉ Ngạn, từ đầu tu luyện, như vậy ngươi nên như thế nào ngăn cản?" Thiên thành tử nói, bây giờ đạo Tôn vẫn chỉ là một phàm nhân, hắn không cách nào bay vào vũ trụ, lại tới đây. Trừ phi hắn tại Bỉ Ngạn có đồ tử đồ tôn, đem hắn nhận được Bỉ Ngạn. Hứa Ứng rốt cuộc minh bạch tới nói, mà đạo Tôn đồ tử đồ tôn, giờ phút này đều bị các ngươi tụ tập tại trên tòa đảo này. Cho nên giết chết tất cả mọi người, cũng có thể tránh cho đạo Tôn đi vào Bỉ Ngạn. Thiên thành tử nhẹ nhàng gật đầu, nói ta xử lý xong những này, còn có thể tiến về thiên cảnh, giết chết đạo tôn, huyền hoàng các loại tất cả thiên cảnh cao thủ. Hứa ứng nói, nhưng là, người giết không được tất cả mọi người, người thậm chí không cách nào diệt trừ bất cứ người nào. Người lại bởi vì chính mình sắp tử vong, không cách nào trở lại hiện thế, mà bị vĩnh viễn vây ở chỗ này. Người tu luyện thời không đại đạo, trở thành đạo chủ, nhưng cũng cười là, trước khi chết một khắc này, người đem chính mình biến thành thời không tù phạm hắn từng từ đâm thẳng vào tim gan, tựa như thông thiên đạo chủ chu tiên kiếm, một kiếm lại một kiếm đâm vào thiên thành tử trong đạo tâm. Thiên thành tử mắt lộ ra hung quang, sắc mặt khó coi. Hứa ứng tiếp tục nói, người ở chỗ này thí nghiệm bao nhiêu lần? Một ngàn lần, một vạn lần, thiên thành tử kiềm chế lại đối với hắn sát ý, nói, 548, 900 lần. Hứa ứng giật nảy mình cười nói, nếu như biện pháp của ngươi có thể thành công, sớm như vậy liền thành công. Thiên thành tử, ngươi nhưng cũng không phải quá ngu, lại muốn đến lĩnh hội luân hồi. Ngươi luân hồi đại đạo đã rất là không kém, ngươi nắm giữ thời không luân hồi về sau, liền tiếp theo nếm thử, nhưng mà lại phát hiện, ngươi hay là không thể cải biến lịch sử. Thiên thành tử hư một tiếng, hứa ứng cười nói, nhưng may mắn ngươi gặp ta, ta chỉ điểm ngươi con đường kia mới là chính đạo, trước tu thời không, lại ngộ luân hồi, sau đó tu thành nhân quả, đi qua đi hồng nguyên sơ khai, đến tương lai tịch diệt thiên kiếp. Kể từ đó, ngươi liền có thể nắm giữ hết thời thời không pháp môn, có thể giết người của quá khứ, cũng có thể chém người tương lai, đem nó người từ thời gian cùng trên không gian hoàn toàn xóa đi. như vậy mới có thể cải biến lịch sử. thiên thành tử nói, người nói rất đúng, rất có đạo lý. hứa ứng sắc mặt nghiêm nghị nói, người nếu cảm thấy rất có đạo lý, vì sao không giải khai hàm vĩ chi xa? người nói thực cho người biết ta, ta ở thời điểm này bên trong đã luân hồi bao nhiêu lần. thiên thành tử kinh ngạc nhìn xem hắn thái nhất thần ma hai vị đại đạo quân đều không có phát giác được, người đã nhận ra. Hứa ứng tâm thần đại chấn, hắn chỉ là suy đoán, cái này rất có thể không phải hắn lần thứ nhất rơi vào thiên thành tử thời không luân hồi, cho nên mới hỏi thăm thiên thành tử, chính mình luân hồi bao nhiêu lần. Không nghĩ tới, hắn vậy mà thật sớm đã rơi vào thiên thành tử thời không luân hồi. Ứng hứa, người đã tại ta thời không luân hồi bên trong, luân hồi 814 lần, hiện tại là thứ 815 lần. Thiên thành tử lộ ra dáng tươi cười, nói, ngươi cùng ta một dạng, đều trở thành thời không tu phạm. Hứa ứng sắc mặt đột biến, không nói lời gì thôi động Hồng Nguyên nghịch chứng đại đạo lục, đồng thời điều vận nhân quả cùng luân hồi, xem xét mình cùng thời không này nhân quả. Hắn lập tức nhìn thấy 814 lần luân hồi vết tích, cùng thời không luân hồi trên nhân quả kim luân lưu lại chuỗi nhân quả. Hứa ứng sau đầu, kim luân bên trong nhân quả đảo mắt mở ra, liền gặp Quỳnh Hoa đảo bên trên tất cả mọi người chuỗi nhân quả tung hoành xen kẽ, giao thoa hỗn loạn liền giống như là cái kia nổi điên nhện lung tung dệt lưới đồng dạng. Hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, phi tốc nói: "Thiên thành tử, ta tu luyện nhân quả luân hồi, ta có thể cứu ngươi ra ngoài, thoát khỏi trận này thời không luân hồi." "Không còn kịp rồi." Thiên thành tử lắc đầu nói. Đúng lúc này, chỉ nghe bên ngoài truyền đến mọi người hoảng sợ tiếng kêu, giết người. Thái nhất giết người, hứa ứng vội vàng đi vào ngoài điện, chỉ gặp Thái nhất đại đạo quân ngay tại đại khai sát giới, cong ngón búng ra liền đem lâm đạo chủ chán xuyên thùng, tiện tay một trường, đem la đạo chủ vòng eo chặt đứt. Thái nhất đại đạo quân như là hổ vào bầy dê, một chiêu một cái, trắng trợn đột sát trên đảo cao thủ, rất nhanh tiêu ra máu chảy thành sông. Hứa ứng ngửa đầu, nhìn thấy trên bầu trời cái kia hàm vĩ chi xà thôn vệ cái đuôi tốc độ càng lúc càng nhanh, một bên nuốt một bên sinh trường. Ta cắt đứt thời không quá khứ, từ 120 triệu năm trước lấy ra một ngày thời gian, một ngày này trong thời gian, sửa đổi lịch sử biên độ càng lớn, thời không sửa đổi nước chảy xiết liền càng là kịch liệt. Thiên thành tử tại phía sau hắn, không nhanh không chậm nói, thái nhất đại đạo quân đại khai sát giới, thời không sửa đổi nước chảy xiết liền sẽ trùng kích tới, thẳng đến đem đây hết thảy sửa đổi. Hắn nói đến đây, hoa đạo chủ hướng bên này chạy tới, cao giọng nói, ứng đạo huynh, cứu ta. Bành, thái nhất đại đạo quân một trường vỗ tại trên đầu của hắn, lập tức óc nổ tung, nguyên thần hóa thành cho bụi. Hứa ứng bị hoa đạo chủ máu tươi một mặt, đã thấy chính mình trên không, cái kia hàm vĩ chi xả bỗng nhiên đem chính mình tất cả thân thể hoàn toàn nuốt vào trong bụng tính cả đầu cùng một chỗ biến mất thiên thành tử người phải nhớ kỹ hứa ứng trước mắt thời không tại sụp đổ dựng lại vội vàng lớn tiếng nói ta có thể cứu ngươi ra ngoài ngươi muốn tìm tới ta nói cho ta biết đây hết thảy oanh bị ngạn vũ trụ thời không đại đạo sửa đổi bởi vì ngoại lực tạo thành biến hóa của mình đem thái nhất sửa đổi lịch sử tạo thành gợn sóng toàn bộ san bằng tất cả mọi người tại thời khắc này đều nhìn thấy đỉnh đầu của mình cái kia hàm vĩ chi xa, trong lúc bất chợt đem chính mình nuốt xuống, biến mất không thấy gì nữa. Đợi cho thời không bình tĩnh đằng sau, hứa ứng từ trên trời giáng xuống, một tay tế lên hạnh hoàng kỳ, một tay nâng lên chuông lớn, điều vận hồng nguyên nghịch chứng, chuẩn bị ứng đối thần ma đại đạo quân truy sát. Cùng một thời gian, thần ma đại đạo quân cùng bị ngạn một đám đạo cảnh bát trọng bất hủ, chân vương cùng đạo quân, cũng tiến vào mảnh thời không này. Đỉnh đầu của bọn hắn, đồng thời xuất hiện một đầu to lớn hàm vĩ chi xà. Con đại xà này cắn cái đuôi của mình, ngay tại từng điểm từng điểm thôn vệ chính mình. Thiên cảnh mắc cạn, hứa ứng bỏ chạy ngàn vạn dặm, tránh đi thần ma đại đạo quân, do xét khoảng cách bỉ ngạn rất gần thiên cảnh, có chút kinh ngạc. Vị huynh đài này hoa đạo hiếu triệu tập tất cả tu sĩ, tham gia quỳnh hoa đảo thịnh hội, cùng bàn hảo kiếp sự tình. Một chiếc xe liến từ phía sau hắn mà đến, là đạo chủ ngồi trong xe, mời nói, đạo hữu có thể từ đại diệt tuyệt bên trong may mắn còn sống sót, tu vi nhất định không thể coi thường, có thể hay không cùng trước xe hướng. Hứa ứng quỷ thần xui khiến gật đầu, đa tạ đạo huynh. chương 1462, hắn nghĩ tới nơi này, một thanh âm từ phía sau truyền đến, vị huynh đài này, hoa đạo hữu triệu tập tất cả tu sĩ, tham gia quỳnh hoa đảo đại hội, thương nghị hạo kiếp sự tình. Là đạo chủ còn chưa nói xong, hứa ứng đã ma xui quỷ khiến nói, đạo hữu nếu có thể tồn tại đến nay, tu vi nhất định không thể coi thường, không bằng cùng trước xe hướng. Là đạo chủ ngây người, trên dưới dò xét hứa ứng một chút, lập tức lái xe rời đi, thầm nghĩ, tên điên. Hứa ứng thân hình lóe lên, đuổi kịp xe của hắn liễn, đi vào trong đó ngồi xuống xuống tới. Là đạo chủ ánh mắt chấp động, đang muốn xuất thủ giáo huấn một chút hắn, hứa ứng lắc đầu nói, người họ la, tên Thế Tông, người phòng nhã tháp còn chưa từng tu luyện tới tuyệt đỉnh. Ở trước mặt ta xuất thủ, chỉ là tự mình chuốc lấy cực khổ, la đạo chủ sắc mặt đột biến nói các hạ đến cùng là ai vì sao đối với la mỗi như vậy rõ ràng hứa ứng nói là thế tông hòa đạo hữu từ khi thiên cảnh trở về đằng sau bộc phát hạo kiếp liền một mực sầu náo uất ức lần này triệu tập chúng ta hơn phân nửa là vì ứng đối hảo kiếp la đạo chủ run giọng nói ngươi là người thiên cảnh ngươi tu thành huyền công lần này đến là vì giết chúng ta phá hư chúng ta đại kế hứa ứng bưng lấy đầu khổ sở suy nghĩ chỉ cảm thấy trước mắt một màn này giống như đã từng quen biết là đạo chủ nơm nớp lo sợ đột nhiên bỏ qua xe kéo trốn bán sống bán chết hắn chân trước vừa đi thiên thành tử chân sau liền đến hứa ứng ánh mắt rơi trên người thiên thành tử lập tức nói ngươi lần này đến là vì truyền thụ cho ta thời không đại đạo ảo diệu để cho ta có thể phá vỡ thời không luân hồi cứu ngươi ra ngoài ngươi là thiên thành tử thiên thành tử kinh ngạc vạn phần nói ngươi nhớ lại lần trước luân hồi rồi hứa ứng lắc đầu nói ta chỉ là trong mông lung có loại cảm giác đã từng quen biết cũng không nhớ lại lúc trước thiên thành tử động dung công pháp của hắn chỉ dạy cho hứa ứng một lần mà lại bởi vì thời gian ngắn ngủi không có thể dạy toàn nhưng mà hứa ứng lại dưới đây lĩnh ngộ ra thời không đại đạo một chút ảo diệu có thể ở trong thời không luân hồi giữ lại một bộ phận ký ức phần thiên tư này quả thực cao tới đáng sợ hắn tu hành luân hồi đại đạo đem luân hồi tu luyện tới bất hủ trình độ luân hồi đại đạo bao quát thời không bởi vậy tiến cảnh tu vi của hắn mới có thể khủng bố như thế. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, hai người đón xe tiến về Quỳnh Hoa Đảo, bởi vì tại dọc đường muốn truyền thụ hứa ứng thời không đại đạo, cho nên chậm một chút. Đợi đi vào Quỳnh Hoa Đảo lúc, chỉ gặp ở trên đảo đã là hoàn toàn đại loạn, thái nhất đại đạo quân đại khai sát giới, cướp đoạt lâm đạo chủ trường thương, một thương đem lâm đạo chủ cái chán xuyên thùng, chợt lại đuổi kịp hoa đạo chủ, đem hắn hai chân chém tới. Thiên thành tử nói, ứng đạo hữu, thời không đại đạo nước chảy xiết muốn tới, chữa trị nơi này hết thảy. Ta biết, hứa ưng ánh mắt rơi vào ngay tại trắng trợn đồ sát thái nhất đại đạo quân trên thân, nói, lần tiếp theo luân hồi, đạo huynh không cần phải đi tìm ta, người một mực tìm được thái nhất, đem hắn trọng thương, để hắn không được giết tới giết đi. Ta tự sẽ đến Quỳnh Hoa Đảo tìm ngươi, thiên thành tử ánh mắt rơi vào trên mặt của hắn, nói, ngươi cảm thấy ngươi có thể đối kháng được thời không nước chảy xiết, giữ lại trí nhớ của mình. Hứa ứng còn chưa tới kịp nói chuyện, hàm vĩ chi xà đã đem chính mình ăn đến không còn một mảnh thời không nước chảy xiết gào thét mà đến xóa đi bị cải biến lịch sử trở về lịch sử thời không từ đầu tới qua từng cái thân ảnh từ trên trời giáng xuống hứa ứng bởi vì muốn tránh né thần ma đại đạo quân truy sát chạy trước tiên ngay tại lúc hắn còn tại rơi xuống dưới thời điểm đột nhiên từng đoạn ký ức vào tới hứa ứng chỉ một thoáng minh bạch hết thảy bước chân hắn không ngừng đi về phía quỳnh hoa đảo tiến đến đợi đi vào quỳnh hoa đảo qua không lâu liền gặp thiên thành tử vết thương chẳng chịt, đi vào thiên tâm các. Hứa ứng kinh ngạc vạn phần, người bị thái nhất đại đạo quân đả thương. Thiên thành tử nói, ta nguyên bản chính là thân thể bị trọng thương, bị lấy lực chứng đạo hoa đạo chủ làm bị thương đại đạo bản nguyên. Thái nhất đạo hạnh, đã cùng đạo chủ rất gần, chỉ kém nửa bước liền có thể trở thành đạo chủ. Này lên kia xuống, ta chỉ có thể cùng hắn lưỡng bại câu thương. Hứa ứng dò hỏi, thái nhất không có chết ra. À? Thiên thành tử lắc đầu, nói, không chết, nhưng bị trọng thương. Thời không luân hồi bên trong, chúng ta không thuộc về thời không này, bởi vậy coi như luân hồi một lần, thương thế cũng sẽ không khỏi hẳn. Còn có, chúng ta những kẻ ngoại lai này, ở trong thời không luân hồi chết rồi, chính là thật đã chết rồi. Hứa Ứng nghiêm nghị, hai người tiếp tục nghiên cứu thời không đại đạo, Hứa Ứng có luân hồi đại đạo nội tình, trên thời không đại đạo tạo nghệ tự nhiên là nước chảy thành sông, đột nhiên tăng mạnh. Lúc này, Hoa, Lâm là ba người xuất lĩnh hơn 10 vị cao thủ tập sát những cái kia chung với thiên cảnh đạo tôn không muốn giết tới thiên cảnh cao thủ, song phương lập tức tiếng la giết một mảnh. Đột nhiên, có người vui vẻ kêu lên, ta giết hoa đạo chủ. Ta cầm tới lão già đầu lâu, sau này để ta làm lão già. Người nói chuyện chính là lần này bị cuốn vào thời không luân hồi bên trong những cái kia bị ngạn bất hủ một trong. Vẹn vẹn trọng thương thái nhất, còn chưa đủ, thiên thành tử thở dài, ngửa đầu nhìn lại, chỉ gặp thời không nước chảy xiết ngóc đầu trở lại. Lại một trận luân hồi đánh tới, thiên thành tử lập tức đi tìm thái nhất đại đạo quân liều mạng hoa đạo chủ để lại cho hắn đạo thương tái phát cùng thái nhất một trận chiến cũng may thái nhất tại lần trước thời không luân hồi bên trong cũng bị trọng thương thương thế so với hắn còn nặng hơn một chút thái nhất cũng rất là buồn bực hắn tiến vào long hưng tự đằng sau liền phát hiện chính mình bản thân bị trọng thương sau đó thiên thành tử vị này bạn cố thế mà giết tới đem hắn ra sức đánh một trận liền đi thiên thành tử phạm vào cái gì bệnh nặng thái nhất lắc đầu thiên thành tử còn có dư lực Lập tức đi tìm ám sát Hoa đạo chủ người, đem đối phương đánh cho miệng phun máu tươi, nửa ngày không thôi. Hắn lại đi tới Thiên Tâm Các, trong các hứa ứng đã đợi chờ đã lâu. Hứa ứng chuyên tâm tu hành, nhưng mà cũng không lâu lắm, lại có người ám sát Lâm đạo chủ, dẫn phát thời không nước chảy xiết sửa đổi trong thời không sai lầm. Như vậy liên tục, hứa ứng trên thời không đại đạo tạo nghệ càng ngày càng cao. Đợi cho lại một lần luân hồi, Thiên Thành Tử tìm tới hứa ứng, chỉ cảm thấy hứa ứng rõ ràng đứng trước mặt của hắn lại phảng phất đứng tại thời không bên ngoài. Thời không đại đạo, bị ngươi tu thành, thiên thành tử từ đáy lòng khâm phục, đạo hữu, ngươi bây giờ có thể hay không giết người, cải biến lịch sử? Có thể thử một lần." Hứa ứng sắc mặt bình tĩnh, nói, "Cho ta trước nhất thống thời không, luân hồi cùng nhân quả." Chương 1463, thời không sửa sai. Nhất thống nhân quả luân hồi cùng thời không, nói đến đơn giản, nhưng áp dụng rất khó. Vẹn vẹn thống nhất toàn bộ vũ trụ trước mắt chuỗi nhân quả đều cần thấp nhất bất hủ cảnh thành tựu mới có thể làm đến. Mà thống nhất nhân quả thời không, liền đem quá khứ, hiện tại, tương lai tất cả dòng thời gian bên trên chuỗi nhân quả đại nhất thống. Điểm này, đừng nói bất hủ, liền xem như đồng thời tu thành nhân quả cùng thời không đạo chủ, chỉ sợ đều khó mà làm được. Nhưng là lại thêm luân hồi, đem toàn bộ vũ trụ quá khứ, hiện tại, tương lai thống nhất tại trong luân hồi, ngược lại sẽ thuận tiện rất nhiều. Luân hồi là đại nhất thống nhân quả thời không thủ đoạn. Luân hồi vận chuyển nguyên bản từng cái thời đại lộn xộn không chịu nổi chuỗi nhân quả liền sẽ có quy luật, dần dần thu nạp, từ đó làm đến nhân quả thời không đại nhất thống. Vũ trụ có bắt đầu có cuối cùng, bắt nguồn từ hỗn độn, cuối cùng tại tịch diệt, trở về hỗn độn, bởi vậy chỉ có nhảy ra luân hồi, không nhiễm nhân quả, mới có thể có đến chân chính đại tự tại, vĩnh hằng bất diệt. Hứa ứng điều vận hồng nguyên nghịch chứng đại đạo lục, sau đầu dần dần hiện ra một đạo thời không động nguyên, động nguyên xoay tròn, nội bộ sâu thẳm, như có dấu đại thiên thế giới. Tiếp theo, lại có một đạo luân hồi động nguyên bay ra, tới gần thời không động nguyên, chậm rãi cùng thời không động nguyên tương dung. Đạo này luân hồi động nguyên ẩm ẩm vận chuyển, cắt vào trong thời gian, trong không gian, một đoạn chém về phía đi qua, một đoạn xâm nhập tương lai. Thiên thành tử thấy cảnh này, không khỏi động dung, hứa ứng trên thời không đại đạo tạo nghệ hay là không bằng hắn, nhưng là trên luân hồi đại đạo tạo nghệ, thình lình viễn siêu với hắn. Hắn tại luân hồi bên trên, sau ta đi càng xa ta rất nhiều nơi đều luyện sai, hắn nhìn chăm chú lên Hứa Ứng Luân Hồi Động Uyên, cùng mình lĩnh hội Luân Hồi Đại Đạo cùng nhau xác minh, lập tức phát hiện rất nhiều lỗ hổng. Lúc này, Hứa Ứng sau đầu lại thêm ra một đạo nhân quả động uyên, nhân quả vừa ra, lập tức quỳnh hoa đảo thượng đạo pháp tinh vi, đạo tâm vững chắc người, đều phát giác được một tia dị dạng, nhào nhao xem xét, lại nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào. Hứa Ứng điều động nhân quả động uyên, cùng Luân Hồi Động Uyên tương dung đem trong thời gian các loại chuỗi nhân quả hướng luân hồi động nguyên bên trong kéo đi. Dần dần, luân hồi động nguyên hình thành một đạo luân hồi hoàn. Hứa ứng cử động lần này cùng nhân quả kim luân phương pháp tu luyện phảng phất, chỉ là một loại là lấy nhân quả luyện kim luân, một loại là lấy luân hồi nhất thống nhân quả. Nhân quả kim luân càng thêm thuần túy, có thể trong khoảng thời gian ngắn đem chính mình tất cả nhân quả thu nạp, thấm nhuần toàn bộ vũ trụ nhân quả biến hóa. Mà nhân quả luân hồi thì càng quảng đại hơn, có thể kết nối quá khứ tương lai đem những nhân quả kia thống nhất bằng vào thực lực của ta không cách nào đem bị ngạn tất cả mọi người nhân quả nhất thống nhất thống tất cả mọi người nhân quả chỉ sợ chỉ cần đạo chủ mới có cơ hội làm được ta có thể làm đến là thống nhất trước mắt quỳnh hoa đảo bên trên tất cả mọi người nhân quả hứa ứng nói thiên thành tử ta đến thi pháp người đến làm hộ pháp cho ta tha thiên thành tử là một vị đại đạo chi chủ cũng không nhịn được kích động đến có chút khó mà tự kiềm chế thanh âm khàn khàn nói năm đó phạm sai lầm, bây giờ rốt cuộc có thể uốn nắn. Hứa ứng là một cái kẻ ngoại lai, hay là một cái kẻ đến sau, không có được chứng kiến bị ngạn đợt thứ nhất kiếp vận đến lúc cảnh tượng. Nhưng hắn chứng kiến qua, đối mặt chàng kiếp vận này, bị ngạn cường giả bất đắc dĩ, chỉ có thể tự giết lẫn nhau dung túng đệ tử, thân hữu tự giết lẫn nhau, cuối cùng 58 vị đạo chủ, chỉ còn lại có hoa, lâm, la cười đến cuối cùng. Từ đó về sau, bị ngạn liền không còn là bị ngạn. Bị ngạn cường đại nhất thời đại, đã nương theo lấy trận đầu kiếp vận mà trở thành quá khứ, đằng sau bị ngạn, bất quá là cái kẻ thất bại, trốn đông tránh tây, tránh né kiếp vận kẻ đáng thương. Thiên thành tử chính mình, cũng là trận này đạo chủ chi chiến người bị hại, ở vào thời khắc sinh tử, không thể không đem chính mình phong ấn tại một ngày trong luân hồi. Phàm là thoát ly luân hồi, hắn liền sẽ tử vong. Hắn chuyện muốn làm nhất chính là thay đổi quá khứ, cải biến bỉ ngạn vận mệnh, hắn những năm này một mực chăm chỉ không ngừng tìm kiếm cơ hội như vậy, từ đầu đến cuối không có thành công. Nhưng bây giờ, cơ hội này rốt cuộc đã đến. Hứa ứng thân hình dần dần phiêu khởi, sau đầu vầng sáng luân hồi càng phát ra sáng tỏ, Quỳnh Hoa đảo đi lên từ tất cả mọi người chuỗi nhân quả nhau nhau bay tới, chui vào nhân quả luân hồi bên trong. Mà ở phía dưới, Hoa đạo chủ, Lâm đạo chủ cùng La đạo chủ bọn người nhìn xem một màn này, chỉ thấy bầu trời bị vầng sáng luân hồi chiếu sáng, quang mang càng ngày càng lóa mắt. Là người điên kia, La đạo chủ kinh ngạc nói, hứa ứng khóa chặt tất cả mọi người, đem những người này chuỗi nhân quả nắm giữ hắn lập tức hướng về phía trước quay lại đem những người này suốt đời kinh lịch toàn bộ đặt vào trong luân hồi từ những người này xuất sinh mở đầu hết thảy nhân quả đều là vào luân hồi hắn thôi động vầng sáng luân hồi hướng về sau chuyển động lập tức đem ở trên đảo tất cả mọi người tương lai chuỗi nhân quả đẩy về phía trước đi trong đó có vài lấy hàng ngàn người hướng về phía trước lúc chuỗi nhân quả đoạn đi hẳn là chết tại trận này quỳnh hoa đảo trong thịnh hội hoặc là như hứa ứng đồng dạng, là bị cuốn vào một ngày này người tương lai. Hứa ứng trực tiếp lượt qua những người này, ở trên đảo những người còn lại, chính là tại trong trận thịnh hội này còn sống sót người, cũng tức là hoa, lâm, là các loại 58 đạo chủ. Muốn xóa đi loại tồn tại này, liền cần thấm nhuần tương lai, đem hắn suốt đời nhân quả nắm giữ. Hứa ứng sau đầu, vầng sáng luân hồi bên trong chỉ còn lại có 58 người nhân quả, không ngừng hướng tương lai diễn tiến. Hứa ứng trong mắt có từng đạo vầng sáng lấp lóe, trong vầng sáng các loại hình ảnh ùn ùn kéo đến, dần dần hiện lên. Đó là cái này 58 người tại quá khứ thời không kinh lịch. Hắn muốn đem những người này kinh lịch toàn bộ thôi diễn đi ra, mới có thể làm được thay đổi quá khứ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên phía dưới có người đại khai sát giới, chính là Hoa, Lâm, là ba người liên hợp cao thủ khác, hướng ở trên đảo những người khác thống hạ sát thủ. Thiên thành tử lo lắng nhìn xem một màn này, không được hướng hứa ứng nhìn lại, trong lòng vội vàng nói, nhanh lên, nhanh lên nếu là năm đó người còn sống sót bị giết, thời không luân hồi liền sẽ lại lần nữa khởi động để cho chúng ta phí công nhọc sức. Chỉ là hắn không dám nói ra, e sợ cho quấy nhiễu đến hứa ứng. Phía dưới hỗn chiến trong đám người, có không ít người như thần ma đại đạo quân bọn người lén lút nếm thử, phải chăng có thể xử lý hoa đạo chủ bọn người thay vào đó. Những này đến từ tương lai cao thủ, đạo pháp thần thông thật là không yếu, rất nhanh liền có người mất mạng. Hoa lão cầu, còn không chết, Thần ma đại đạo quân cùng thiếu niên thần ma đại đạo quân, liên thủ xử lý hoa đạo chủ, hai người nhịn không được cười ha ha. Thiên thành tử trong lòng cảm giác nặng nề, ngẩng đầu nhìn lại, hàm vĩ chi xà đang nhanh chóng ăn chính mình, rất nhanh liền đem chính mình ăn đến không còn một mảnh. Thời không nổi lên nước chảy xiết, bắt đầu sửa đổi đây hết thảy. Thiên thành tử trong lòng cảm giác nặng nề, chỉ gặp thời không vỡ ra một cái khe, thần ma đại đạo quân, thái nhất đại đạo quân bọn người nhao nhao từ trong cái khe bay tới còn có chút hít rất nhiều nhiều thi thể, cũng từ trong cái khe phù 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 rơi xuống, nện ở trên mặt đất. Những thi thể này cũng là tiến vào long hưng tự cao thủ, bọn hắn bởi vì các loại nguyên nhân chết tại 120 triệu năm trước một ngày này. Thời không luân hồi lại lần nữa lúc phát tác, bọn hắn những kẻ ngoại lai này cũng sẽ không giống hoa đạo chủ bọn người như vậy phục hồi như cũ. Nếu như bị thương, liền mang theo thương tiến vào trận luân hồi này, nếu như tử vong, như vậy thì sẽ lấy thi thể trạng thái tiến vào trận luân hồi này sẽ không biến mất đã trải qua nhiều chàng như vậy thời không luân hồi chết ở trong luân hồi nhân số số lượng đã có chút có thể nhìn mấy ngàn bộ thi thể cùng một chỗ từ không trung rơi xuống rất là rung động không có hứa ứng thiên thành tử ngơ ngẩn vội vàng xoay người đã thấy hứa ứng ngay tại bên cạnh mình vẫn tại thôi động nhân quả luân hồi trong lòng hắn chấn động hắn thời không đại đạo đã làm đến siêu thoát thời không trình độ hắn không bị thời không luân hồi ảnh hưởng hắn cũng làm được siêu thoát thời không, bởi vậy mới có thể sống đến bây giờ. Bất quá hắn là thời không đạo chủ, mới có thể làm đến một bước này. Hứa ứng chỉ là đem thời không đại đạo tu luyện tới bất hủ cảnh đạo cảnh bát trọng tu sĩ, thế mà cũng có thể tại thời không luân hồi không tăng không giảm bất cải bất dịch, không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, quả thực khiến người khâm phục. chương 1464, vị này hứa đạo hiếu, tương lai tất thành đại khí. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, qua không lâu hứa ứng tính ra đủ loại nhân quả, đem cái này 58 người chuỗi nhân quả đẩy lên mỗi người bọn họ đắc đạo trước giờ một khắc này. Cái này 58 người, đắc đạo thời gian không giống với, có viễn siêu người khác, có thì là tại người khác chứng đạo đằng sau ngàn vạn năm mới đắc đạo. Bực này khoảng cách, quả thực kinh người, bất quá nhân quả luân hồi suy luận đến nơi đây, liền bị định trụ, không cách nào đẩy về phía trước diễn. Hứa ứng tâm niệm vừa động, vô luận như thế nào điều động luân hồi, cũng không thể đẩy về phía trước động nửa bước. Loại tình huống này hắn gặp được, lúc trước hứa ứng tại cảnh giới gặp được Trung Vũ Lưu Lúc, liền phát hiện trên người nàng không đến nhân quả. Không có nhân quả mà nói, nhân quả luân hồi tự nhiên không cách nào tiến lên. Hứa ứng thật sâu nhíu mày, cái này 58 người đã thành đạo, đắc đạo. Thành đạo, tự thân chính là thiên địa đại đạo, đắc đạo, tự thân có thể khống chế thiên địa đại đạo. Lúc này coi như sát sinh, coi như sông ra bát thiên đại hỏa, cũng không có nhân quả có thể rơi vào trên người bọn họ. Đại đạo chi chủ, nhân quả một không chút nào có thể thêm nó thân không đúng không đúng nếu như đạo chủ không dính nhân quả vì sao còn sẽ có kiếp phận